Khi lạy Chúa là Đức Chúa Trời hàng sống của chúng con, Ngài là Cha đời đời, Ngài là Chúa bình an, Ngài là Vua của muôn vua, Ngài là Chúa của muôn chúa, Ngài đứng tạo dựng nên muôn vật trong vũ trụ này và đứng cai trị muôn vật, nuôi dưỡng muôn vật. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã dùng lời của Ngài để khiến chúng con nhận biết Ngài, Ngài dùng lời của Ngài để khiến chúng con được nên thánh trước mặt Ngài, và Ngài dùng lời của Ngài để khiến chúng con được trưởng thành, được lớn lên, có tầm thước bóc dạt theo ý muốn đã định của Ngài. Thì trong lòng của Chúa được ghi xuống cho Kinh Thánh để đào tạo chúng con trong nước của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì buổi sáng nay Ngài tiếp tục đưa chúng con vào trong lẽ thật của lời Chúa. Ngài dẫn chúng con vào trong nước công bình đời đời của Ngài. Và thì giờ này chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài giúp đỡ chúng con. Nhưng Chúa khiến cho đèn tâm linh chúng con được cháy sáng lên bởi dầu thánh của Chúa ban cho. Ngài khiến tâm trí xác thịt chúng con được đổi mới bởi quyền năng thánh và tình yêu thương của Ngài. Và thần của Chúa dẫn chúng con vào trong lẽ thật của người Ngài, và xin Chúa ghi tạc lời đó trong lòng chúng con và trong trí khôn, giúp chúng con có sức lực làm theo mặc lệnh Ngài, hầu cho ý của Chúa được nên, nước của Cha được đến, và luật pháp của Đức Chúa Trời được mãi mãi vững lập trong cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa, con dâng thì giờ còn lại trong tay Thánh Linh Ngài cai trị, ban ơn cho, hầu cho hết thảy mọi người giảng để nghe để được ơn trước mặt Chúa, thì Chúa cai trị âm thanh, hầu tất cả mọi sự âm thanh phải im lặng để cho lời của Chúa được tôn cao. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tiếp các lẽ thật trong sách Giăng bài thứ 26. Khi Chúa Giêsu vào đền thờ, thì thánh nền tảng là sách Giăng đoạn 2 câu 12 đến câu 17. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự xuất sáng về nhà Chúa tiêu nuốt tội. Thành Jerusalem thuộc về xứ Giu-đê ở trong Israel là nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời. Và đền thờ Đức Chúa Trời là nơi mà các thầy tế lễ người Lê-vi giảng luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Và cũng tại nơi này dân sự của Chúa sẽ đến để dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Đền thờ của Đức Chúa Trời tại thành Jerusalem là hình bóng về thân thể của những người thờ phượng Đức Chúa Trời như Kinh Thánh có chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Thân thể xác thịt chúng ta được gọi là vách thành, và trong thân thể chúng ta có tâm linh là nơi Đức Chúa Trời ngự, gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì đền thờ Đức Chúa Trời gồm có nơi thánh và nơi chi thánh. Nơi chi thánh của tâm linh chúng ta là Thánh Linh ngự, và thân thể chúng ta gọi là nơi thánh vậy. Thành Jerusalem trước kia được mang tên là thành Jebu, hay còn gọi là Sion. Thành này gọi là pháo đài, là đồn lũy của dân Jebusit. Vì Jebu trong tiếng Hebrew có nghĩa là pháo đài hoặc là nơi bảo vệ. Và khoảng năm 1003 trước công nguyên, khi David làm vua của nhà Israel và cả nhà Giu-đa, thì David đã tiến đánh xứ Jebusit và chiếm được thành Sion này, theo như mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va đã phán cho Giô-suê khi người dẫn dân Israel vào chiếm xứ Canaan. Phục truyền luật Lệ Ký đoạn 20 câu 16 đến câu 18 chép: nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp thì chớ để sống một vật nào biết thở, há tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Canaan, dân Phê-rít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng? Giô-suê đoạn 3 câu 9 đến câu 10 chép: Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng, hãy lại gần nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn người nói: nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rít, dân Ghi-ghê-ra-sít, dân Amorít và dân Jebusit. Jebusit trong gốc của tiếng Hebrew có nghĩa là bị giày xéo, bị chà đạp, bị khinh rẻ, bị đuổi đi, bị loại bỏ. Dân Jebusit là mang hình bóng về thân phận xác thịt của loài người sau khi Adam phạm tội bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, phải lưu lạc rải đây mai đó ở trên khắp cái trái đất này,
và họ phải tự bảo vệ lấy mình và bởi cái đó lên tìm đủ mọi cách để xây dựng cho mình một cái đồn lũy, một cái pháo đài để mình bảo vệ. Và bởi cớ người ta sợ hãi mọi vật xung quanh và trở nên cay đắng, và cuối cùng ma quỷ đã sử dụng cái điều đó trở thành cái đồn lũy chống lại Đức Chúa Trời và chống lại dân Israel, tức là chống lại tâm linh của chính mình mà dân Israel là hình bóng. David trong tiếng Hebrew có nghĩa là người được yêu dấu, người mang hình bóng về Chúa Jesus Christ qua một yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và David là người Đức Chúa Trời đã sức giàu lên để lập làm vua Israel. Và chính vua David đã tiến đánh vùng đất của dân Jebusit, là vùng đất mà xưa kia Joshua đã không đánh thắng được khi dẫn dân Israel vào trong xứ Canaan. Và bởi cớ đó nên dân Jebusit vẫn còn ở chung với dân Israel trong xứ Canaan cho đến thời kỳ của David, là khi người làm vua, người tiến đánh xứ này và chiếm được. Trước đó dân Jebusit ở trong núi Sion đã từng khinh bỉ David và cho rằng David sẽ không thể nào đánh thắng được họ. Và đó là hình bóng cho quyền lực của ma quỷ, đã từng cho rằng lời của Đức Chúa Trời là không có thể nào giải phóng được tâm linh của người ta và không có thể nào đánh thắng được cái bản ngã xác thịt, là bản ngã xác thịt của những người đã bị chúng cầm buộc. Trong sách Tiên tri Samuel thứ 2 đoạn 5 câu 4 đến câu 7 chép: khi David khởi trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng. Rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Juda 33 năm. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng: ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và kẻ que đủ mà xô đuổi ngươi đi. Nghĩa là muốn nói David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Sion, ấy là thành David. Trong ngày đó David nói rằng: phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ que và kẻ đuôi chúng nó, tức là những cừu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này. David ở trong đồn, đặt tên thành là thành David. Người xây vách tứ bi từ Milo trở về trong. David càng ngày càng cường thạnh và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Thành Jerusalem xưa kia, trước khi được gọi là thành Jebu đó, đã có tên là thành Salem, nghĩa là thành bình an, được nhắc đến trong đời của Abraham. Và thành Salem đó có một vua cai trị, đó là vua Melchizedek, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Sách Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 17 đến 20 chép: sau khi Abraham đánh bại Kedorlaomer và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại chúng Save, tức là chúng vua. Melchizedek vua Salem sai đem bánh và rượu ra, và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng: nguyện Đức Chúa Trời chí cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Abraham, đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy 1/10 về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Vua Melchizedek, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, chính là hình bóng về lời của Đức Chúa Trời và là hình bóng về Đức Chúa Jesus Christ còn một của Đức Chúa Trời, như có chép ở trong sách Kỳ Thiên đoạn 110 câu 1 đến câu 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Sion sẽ sai đến cây phủ Việt về sự năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi, ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng ngươi là thầy tế lễ đời đời tùy theo ban Melchizedek. Melchizedek chúng ta đã học trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự đã quyết định, đã chọn lựa, đã chuẩn đi, đã sắp sẵn. Hebrew đoạn 6 câu 15 đến câu 20 tiếp sang đến đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3 chép: ấy Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa. Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cái lấy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek. Và Melchizedek đó là vua của Salem,
thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao đã đi rước Abraham và chúc phước cho. Trong khi người thắng trận các vua trở về, Abraham đã lấy 1/10 về mọi của cái mình mà dâng cho vua. Theo nghĩa đen, tên vua ấy trước hết là vua sự công bình, lại là vua của cả Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời, Melchizedek này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Thành Jerusalem này được xây dựng trên núi Sion, hay còn gọi là núi Moria, nơi Abraham đã vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời để dâng con một mình là Isaac theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và trước khi chiến được thành Jebu, Đức Giê-hô-va đã mạng lệnh cho David dùng bạc của mình để mua lại sân đạp lúa của Adnan là người Jebusit với cái giá đủ để xây dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Và cũng tránh tại nơi này là nơi mà sau này Salomon con trai của David đã xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời theo như sự chỉ định mà Đức Chúa Trời đã phán truyền cho David. Trên núi Sinôn hay là núi Moria đã từng được người ta xây dựng nên thành pháo đài để làm nơi ẩn náu, là nơi bảo vệ cuộc đời mình. Nhưng không có một loại thành trì nào của người ta làm ra có thể đem lại sự bình an cho người ta. Trái lại, càng xây dựng to bao nhiêu, kiên cố bao nhiêu, tường bền chắc bấy nhiêu, thì người ta lộ rõ sự sợ hãi ra bấy nhiêu. Là bởi vì trong thành đó không có vua bình an ở trong đó, không có Melchizedek là thầy tế lễ Đức Chúa Trời ở trong đó. Ở trong thế gian này có rất nhiều thành trì, người ta đã tạo dựng nên thành trì cho chính mình. Mỗi người có một thành trì riêng, có người được cậy sức mạnh, có người được cậy vật chất, có người cậy tiền bạc, có người được cậy số đông người, họ cậy tất cả đủ mọi sự đó bằng cấp địa vị, sắc đẹp, tiền của đó để làm thành trì cho mình. Nhưng mà họ không có sự bình an bởi vì không có vua bình an ở trong cuộc đời của họ. Không có vua Melchizedek là thầy tế lễ ở trong thì tất cả mọi thành trì thế gian này chỉ là Jebu mà thôi. Họ cứ tưởng họ được bảo vệ nhưng kỳ thực họ không được bảo vệ. Moria ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là được chọn bởi Đức Giê-hô-va, đã được kiểm tra, đã được xem xét kỹ, đã được duyệt. Moria chính là hình bóng về tâm trí của hết thảy loài người trong thế gian này, là nơi mà sức mạnh của khả năng phân biệt điều thiện và điều ác ở trong tâm hồn của loài người bị cai trị bởi quyền lực của ma quỷ. Và bởi cái đó tâm linh của loài người là Adam bị giam cầm. Nhưng Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương của Ngài đã ban con một ngày, ta đã ban lời không bao giờ thay đổi của Ngài đó, là Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này để làm một cái giá đủ để chuộc tất cả loài người lại cho Đức Chúa Trời. Và sự cứu chuộc này chỉ có thể tiếp tục được giải ra khắp mọi nơi trên thế gian này qua những người có đức tin mà Abraham hay là David đó là hình bóng. Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, nhưng bởi hậu quả của sự bất đồng phục bằng lệnh Đức Chúa Trời mà vua Saul làm khiến cho dân Israel phải bị chia ra làm hai nhà, là nhà Giuđa và nhà Israel. Và Đức Chúa Trời biết trước điều này, nên Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Samuel đến để sức dầu cho David để làm vua thay thế cho Saul. Và đến kỳ đã định thì David được lập lên làm vua trước hết là nhà Giuđa, rồi sau đó làm vua của cả Israel. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 16 chép: và ấy là nhờ ơn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong của trước, anh em không có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai là làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chấp thành điều lệ. Như vậy, khi Ngài làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, cho nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Khi xưa Chúa đã dùng David để khiến cho nhà Israel và nhà Giuđa hiệp lại làm một. Và sau này hình bóng đó là chính Chúa Jesus đã đến và Ngài đã khiến cho cái sự mà bởi mạng lệnh điều răn Đức Chúa Trời phán truyền, phán xét về tội lỗi của Adam. Và bởi cơ đó thì khiến cho thân thể xác thịt bị rủa xả bởi tội lỗi của Adam.
Và khi mà huyết của Abel nhỏ xuống đất thì đất rủa xả loài người. Điều đó hình bóng ra là bởi tội lỗi của loài người mà khiến thân, hồn và linh chống chọi nhau. Mà hình bóng là nhà Judah và nhà Israel bởi cớ sự bất vâng phục của vua. Mà khi xưa Adam là hình bóng thì nó bị chia rẽ ra. Nhưng mà David là người được Đức Chúa yêu dấu đó, Ngài đã sức dầu cho và khiến cho cả nhà Judah và Israel hiệp lại là một. Và sau này Chúa Jesus đã đến và Ngài làm trọn cái phần thuộc linh đó, là khiến thân thể xác thịt chúng ta hiệp làm một lại với thân tâm linh của chúng ta để thờ phượng Đức Trời, và hiệp làm một chúng ta với Đức Chúa Trời trong sự hòa thuận này. Đền thờ của Đức Chúa Trời trong thành Jerusalem là hình bóng về tâm linh ở trong thân thể xác thịt của hết thảy những người nào nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua huyết của Chúa Jesus Christ, còn một Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ban bằng lệnh của Ngài cho Jerusalem để họ sẽ làm theo bằng lệnh của Ngài, hầu cho đền thờ Đức Chúa Trời luôn được bảo vệ. Và khi đền thờ Đức Chúa Trời luôn được bảo vệ như vậy đó, thì dân Israel luôn được bình an và được phước hạnh. Ê-sai đoạn 56 câu 1 đến câu 7 chép: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy giữ điều chánh trực và làm sự công bình, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điều đó, và con người cầm vững sự đó. Giữa ngày Sa-bát đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: Này ta là cây khô, vì Đức Giê-hô-va phán như vậy. Những kẻ hoạn hãy giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm giữ vững lời giới ước ta, thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ và một danh tốt hơn danh của con trai con gái. Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi. Các người dân ngoại về cùng Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giới ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ được vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng lên trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Dân Israel đã trải qua 70 năm bị bắt làm phu tù tại xứ Babylon. Qua sự cầu thay của tiên tri Daniel, họ được Đức Chúa Trời khiến cho vua Sư-ru thả tự do cho được trở về Jerusalem để xây dựng lại đền thờ cho Ngài. Và Sorobaben, Jeshua, Nehemi, Seraja, Re-e-la-za, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bạt, Bít-vai, Rihum và Ba-a-na là những người đã dẫn dắt dân Israel trở về từ Babylon để xây lại đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Và khi đền thờ Đức Chúa Trời trong thành Jerusalem đã được xây dựng lại, Đức Chúa Trời liền khiến cho thầy tế lễ Ezra, là thầy tế lễ duy nhất mang tên Ezra ở trong Kinh Thánh, là thầy tế lễ thông thạo luật pháp Đức Chúa Trời, trở về từ Babylon để dạy luật pháp cho dân Israel tại thành Jerusalem. Thầy tế lễ Ezra mang hình bóng về Đức Chúa Jesus, thầy tế lễ thường phẩm của Đức Chúa Trời đến thế gian này để khiến cho luật pháp của trời được vững lập, và qua Ngài mà luật pháp đó được ghi tạc vào lòng và trong trí khôn của những người thuộc về Đức Chúa Trời. Tiếp theo công việc của thầy tế lễ Ezra là Nehemi, là người mang hình bóng về công việc của Đức Thánh Linh, hành động trong cơ thể của Đấng Christ để lãnh đạo dân Giu-đa, là lãnh đạo những người thờ phượng Đức Chúa Trời thật, xây dựng lại vách thành Jerusalem cùng sửa lại các cửa đã bị thiêu đốt của thành Jerusalem. Nehemi đã dạy dân Giu-đa làm theo luật pháp Đức Chúa Trời và gìn giữ các ngày thánh của Ngài. Sách Nehemi đoạn 13 câu 15 đến câu 22 chép: Về lúc đó tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tyre ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi của trách các người tước vị Giu-đa mà rằng: Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng làm như vậy sao? Nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thành nộ cho dân Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại cắt đặt mấy kẻ trong đề tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào trong thành ngày Sa-bát. Vậy kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi của trách chúng nó mà rằng: Cớ sao ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi.
Từ lúc đó về sau, chúng nó không còn đến nhằm ngày Sa-ban nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Chúng ta thấy công việc Nê-mi đã làm, hình bóng công việc của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta ngày hôm nay, và Chúa Giê-xu đã vào trong đền thờ của Ngài. Và chúng ta biết rằng hết thảy mọi sự được ghi chép trong cái thánh đó đều gọi là luật pháp Đức Chúa Trời dành cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng mà trải qua nhiều đời, nhiều người mang chức vụ giảng dạy luật pháp Đức Chúa Trời cho dân sự đã không làm chọn bổn phận của mình, không làm chọn trách nhiệm của mình là dạy luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa, và bởi cớ lời của Chúa không được tôn cao, hột giống không hề hư nát của Đức Chúa Trời không được gieo vào vườn của Ngài, và bởi cớ đó trong vườn của nhà Đức Giê-hô-va chỉ có gai góc trà chua mọc lên thôi, và bởi cớ đó lên luật pháp Đức Chúa Trời bị hạ mẹt và không mang lại phước hạnh cho dân sự của Ngài. Và khi luật pháp Đức Chúa Trời không được tôn cao thì dân Israel không thể biết, không thể hiểu và không thể gìn giữ được luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì họ không biết thì làm sao mà giữ, mà không hiểu giá trị của luật pháp thì dẫu có biết được luật pháp cũng không giữ luật pháp vì không hiểu giá trị của luật pháp. Và bởi cớ đó nên họ phải bị bắt làm phu tù ngay ở tại nơi xứ của mình. Và trong tất cả mọi thời gian họ bị bắt làm phu tù như vậy đó, họ đều kêu cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu cho. Và bởi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài nhậm lời cho. Đức Chúa Trời cảnh báo cho họ biết rằng sẽ có một kỳ sứ giả của Ngài sẽ vào trong đền thờ của Ngài, và Ngài sẽ mang sự phán xét của Ngài vào trong đền thờ của Ngài. Malachi đoạn 3 câu 1 đến câu 6 chép: Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bây giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi đang làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp, kẻ quá bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cơ đó, các ngươi là con trai của Gia-cốp, chẳng bị diệt vong. Trước khi ta đi sâu vào ý nghĩa quan trọng của điều Chúa Giê-xu vào trong đền thờ và Ngài hành động ở trong đền thờ chúng xem như thế nào, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên do và giá trị, ý nghĩa quan trọng của thành Giê-ru-sa-lem cùng đền thờ của Ngài ở nơi này như thế nào. Giăng đoạn 2 câu 13 chép: Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu gần, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Mọi sự được chép trong thánh đều là luật pháp, là sự sáng và là con đường dẫn bề trên của Đức Trời trở về nhà Chúa. Và điều chi đã được chép xuống cũng sẽ được tiếp tục xảy ra cho khi mọi sự được chọn trong nước Đức Trời. Hội thánh hữu hình của Đấng Christ chính là dân Israel thật của Đức Chúa Trời. Và hội thánh của Đấng Christ đang ở trong đêm của lễ vượt qua thuộc linh, nghĩa là đang ở trong thời kỳ chuẩn bị để được cất trở về thiên đàng trong ngày Chúa Giê-xu trở lại để đón hội thánh của Chúa. Roma đoạn 13 câu 9 đến câu 14 chép: Và những điều răn này, người chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, và yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bầy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu Christ, chớ chăm non về xác thịt mà làm cho phí lòng dục nó. Chúng ta đang ở trong lễ vượt qua thuộc linh. Và trong cái lễ vượt qua của dân Sen sắp đến nơi này, thì Chúa Giê-xu vào trong đền thờ của Ngài. Và điều đó cũng cho chúng ta biết rằng là Chúa Giê-xu, thần linh của Ngài đã hành động trong hội thánh của Chúa ngày sau đó này, để sửa soạn hội thánh của Chúa cho đến khi Chúa trở lại. Đức Thánh Linh chính là Thánh Linh của Đấng Christ, Đấng đã đến để dẫn dắt hội thánh của Chúa vào trong các lẽ thật của lời Ngài. Và khi Ngài vào trong đền thờ của Ngài, ấy là Ngài vào trong tấm lòng của mỗi người chúng ta. Và việc đầu tiên của Ngài thấy trong lòng của người ta là điều gì? Chúa Giê-xu đến không phải để kiếm kẻ công bình. Ngài đến để kiếm kẻ có tội, Ngài đến để cứu kẻ có tội. Cũng có thể như vậy,
Khi chúng ta bật đèn lên để quét nhà, chúng ta quét rác hay là quét tiêu sạch? Chúng ta tìm rác để quét phần. Thì cũng có thể như vậy, Thánh Linh đến trong lòng của những kẻ thuộc về Ngài. Hãy tìm cái gì? Hãy tìm bất cứ điều gì không thuộc về nước Chúa Trời và Ngài dọn dẹp nó. Bây giờ, Chúa Giêsu vào trong đền thờ của Ngài. Ngài làm gì ở trong đền thờ này? Khi chúng ta được cứu chuộc lại cho Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi sự ở trong lòng, trong trí của chúng ta đã được đồn lũy, được xây dựng bởi những sự hiểu biết của con người, của thế gian, của điều ác ở trong lòng người ta. Và khi chúng ta được chuộc lại cho Ngài, thì Chúa dùng lời của Ngài cùng quyền phép của Ngài đó để khiến sự đó phải rời khỏi cuộc đời chúng ta từng phần rồi, cho đến khi sạch sẽ hoàn toàn. Và thay điều đó là những sự trang thiết bị của nước trời, những vật thánh khiết của nước trời vào trong cuộc đời của chúng ta. À, bởi cái đó đi, khi Chúa vào đền thờ, hãy tìm trong cái nơi chúng ta cưu mang, nơi chúng ta ao ước, nơi chúng ta thèm muốn đó, những sự gì không thuộc về Ngài, hãy loại bỏ nó đi. Và nơi của trong lòng chúng ta đó phải là nơi của sự cầu nguyện, nơi của sự thờ phượng, nơi của sự ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời, và là nơi lời Đức Chúa Trời luôn được tôn cao và được luôn được suy nghĩ đến. Và bởi cái đó thì khi Chúa vào trong đền thờ của Ngài, Ngài sẽ nổi cơn ghen của Ngài lên trong bất cứ một tấm lòng nào đó cưu mang những điều không thuộc về nước Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cẩn thận với sự ghen tương của Ngài như đám lửa hay thiêu đốt. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa của cuộc đời mình, ấy là chúng ta tiếp nhận không chỉ có sự cứu chuộc linh hồn chúng ta khỏi sự hư mất, cũng không chỉ cứu chuộc thân thể xác thịt chúng ta ra khỏi sự giả của luật pháp mà thôi, mà chúng ta còn tiếp nhận trách nhiệm của thân phận của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Như lời Chúa đã phán với Adam từ lúc ban đầu vậy. Chúa ban phước cho Adam, Ngài chúc mừng Adam được tạo dựng lên theo đúng kế hoạch của Ngài, và Ngài ban phước cho Adam đó và mang lại cho Adam phải quản trị đất, bắt đất phục tùng. Cũng có thể như vậy, khi Thánh Linh của Chúa ngự trên chúng ta, Chúa chúc mừng chúng ta vì đã nhận được giáo ước của Đức Chúa Trời. Chúa chúc mừng chúng ta rằng chúng ta đã có một đấng bảo lãnh cho chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời công bình, và khiến cho chúng ta được nhận của hồi môn của Đấng Christ. Đó là của cầm về cơ nghiệp cứu rỗi, đó là sự ban cho thân của Đấng Christ ở trong chúng ta. Và khi chúng ta nhận được sự ban cho này, thì chúng ta bắt đầu được Ngài dẫn dắt vào trong đường lối của Chúa. Và Ngài sẽ nhìn trong tấm lòng chúng ta tất cả mọi điều gì đó nó lại nghịch lại với ý muốn Đức Chúa Trời, nghịch lại với sự công bình Đức Chúa Trời, nghịch lại với bổn tánh tốt lành Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ khiến ta phải bị loại bỏ nó. Ngài sẽ đốt nó. Mà chúng ta biết đấy, có nhiều loại lửa. Có loại lửa nó mang ra muội, có loại lửa nó mang ra khói. Và khi gì mà ô uế đó, nó sẽ ra có khói. Khi lửa đốt đối ô uế nó sẽ ra khói, mà ta sẽ sạc khói. Và bữa đó khi chúng ta cứ mang điều gì đó thuộc về điều ô uế đó, thì cái sự ghen tương cho chúng ta khiến ta chịu không nổi bởi vì cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 40 câu 5 câu 8 chép: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tai tôi, Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Điều gì đã khiến cho lời Đức Chúa Trời không có chỗ được an nghỉ trong lòng của người ta? Trong khi mỗi người tin Chúa đều có Kinh Thánh, và mọi nơi đều có những người xưng mình là tôi tới Đức Chúa Trời đứng giảng lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội. Luca đoạn 8 câu 11 đến câu 15 chép: Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy. Hột giống là đạo Đức Chúa Trời, phần rơi ra dọc đường là những kẻ nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng của đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không xanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Chúa Giêsu chính là sứ giả của Đức Chúa Trời. Ngài là lời Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và Thánh Linh của Ngài cũng tiếp tục hành động trong lòng của những người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Vì Chúa Giêsu phán là mọi lời ta nói cùng mọi người đều là thần linh và sự sống. Bất cứ khi nào người ta được nghe lời Đức Chúa Trời, dù lời đó là một câu dài hay là một câu ngắn, thì cũng có thần linh của Chúa ở trong lời của Chúa. Và sẽ khiến cho lời của Chúa ở trong lòng của những người đã nghe đó mọc lên trong lòng người ta. Và
bày tỏ quyền phép trong lời đó ra, cáo trách lòng người ta. Và khi sứ giả Đức Trời vào trong lòng người ta thì Ngài sẽ phá hủy, Ngài sẽ lật đổ tất cả mọi sự không thuộc về nước Đức Trời. Dân lần 2 câu 14 đến 16 chép: trong đền thờ Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bèn một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Theo luật pháp Đức Trời ban cho dân Israel về các kỳ lễ ấn định cho mỗi người nam trong Israel, mỗi năm phải ra mắt Đức Chúa Trời tại nơi Ngài đã chỉ định để thờ phượng Ngài. Ở trong sách Phục Truyền Luật Đề Ký đoạn 16 câu 15 đến câu 17 chép: trong 7 ngày ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Mọi người nam trong các ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ điều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Theo luật pháp thì mỗi một người mang của lễ mình có đến nơi Đức Giê-hô-va đã chỉ định cho. Và các của lễ đó phải do chính tay người đó tạo được nên, hoặc là chăn dắt nó, hoặc là trồng trọt nó, và công lao của người sẽ được Đức Trời nhận và ban phước lại cho người. Thế nhưng các thầy tế lễ trong dân Israel đã không dạy cho người ta biết ý nghĩa quan trọng của mạng lệnh này. Và bởi đó thì người ta cho phép người ta dùng tiền bạc để mua lại các con vật mà luật pháp đã định dùng chúng để làm của tế lễ. Đến gì? Để kiếm lợi từ cái khoản thuế đánh vào những người buôn bán các con vật đó ở tại nơi đền thờ. Và những thầy tế lễ có quyền cai trị trong thành Jerusalem đã cho phép người ta bán các con vật đó ở ngay tại khuôn viên của đền thờ, như là chiên này, bò này, dê này, chim bồ câu này, trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Lâu dần cái tục lệ này trở thành luật bất thành văn, thành một cái tập tục quái gở gây cớ pháp phạm cho hết thảy những người nào đến đền thờ và làm ô ánh, làm ô uế nơi thánh của Đức Chúa Trời. Theo lẽ thật thì điều đã xảy ra cho Jerusalem trong thành Jerusalem cho đến khi Chúa Giêsu vào thành này năm 32 sau Công nguyên. Thì ngày nay nhiều nơi trong các nơi gọi là hội thánh, người ta vẫn vi phạm luật pháp Đức Trời, vì bò, chiên, chim bồ câu đều mang hình bóng về các nguyên tắc, các giường mối và lẽ thật trong luật pháp Đức Trời, là sự Đức Trời đã ban cho sự của Ngài cách nhưng không qua những người giữ chức vụ đầy tớ của Đức Trời, như lời Chúa chép trong sách Châm ngôn đoạn 11 câu 6 lần: kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người nào bán nó ra. Ma-thiêu đoạn 10 câu 7 đến câu 8 chép: khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Nhiều người đã lấy sự mình biết về lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh làm vật bố thí, ban ơn cho dân sự. Họ giảng cách nhỏ giọt, họ giảng cách hạ tiện lời Đức Chúa Trời, họ giảng như kẻ keo kiệt vậy đó. Ở trong cái ngày Thánh Nhật, họ giảng cách rất là hạ tiện lời Chúa, rất là ít lời Chúa, đọc lên một chút xíu đoạn Kinh Thánh đó rồi dùng các lời của họ để giảng truyền miên nhé. Và họ dùng sự đó để trang sức cho mình, để khoe mình, và tự đánh bóng tên tuổi của nhau bằng chức danh không có chép trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh chép ta là thầy giáo, giáo sư, giáo sĩ này, kẻ truyền giáo này, tiên tri này, sứ đồ. Nhưng mà trong thế gian họ dựng lên nhiều cái danh lắm: mục sư tiến sĩ, mục sư thạc sĩ. Ở trong Kinh Thánh không có chữ tiến sĩ, nhưng mục sư là đầy tớ, là người chăn bày. Mà chúng ta thấy này, khi những cái người này đứng giảng lời Đức Trời đó, họ giảng cách hạ tiện lắm. Họ rất sợ giảng quá nhiều lời Đức Trời, bởi vì họ sợ dân sự, giống như khi xưa vua Saul vậy. Ông sợ dân Giu-đa, và bởi đó là ông làm vừa ý của dân Giu-đa. À, bởi đó là dân Giu-đa muốn bắt giữ lại con bò, như con chiên béo mập ở cái nơi dân Amalek đó. Ông chiều lòng theo ra, vì ông sợ dân Giu-đa. Mà khi sợ dân Giu-đa như vậy thì không dám giảng theo ý Đức Trời, mà giảng theo ý mà dân Giu-đa muốn. Cũng bởi cái đó thì ngày hôm nay, khi người ta giảng lời Chúa, người ta giảng rất là keo kiệt bốn xín.
Nhưng mà sau khi giảng xong rồi đó, họ nói đến cái phần như là vui chơi, giải trí, hội đồng, đi picnic, đi chạy hè. Họ giảng dài lắm, rồi bắt đầu ăn uống thì rất là dài. Chúa biết trước điều này, nên Ngài đã chép lời của Ngài trong sách tiên tri của Ngài đó. Tiên tri 28 đoạn 1, tiên tri Ê-sai đoạn 28 câu 1 đến câu 13 chép: Khốn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim, khốn thay cho hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi chúng màu mỡ của những người xè rượu. Này, từ nơi Chúa có một người mạnh và có quyền, giống như cơn bão và mưa đá, như trận gió phá hại, như nước lớn vỡ bờ. Người sẽ lấy tay ném cả xuống đất, mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị dày đạp dưới chân. Cái hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi chúng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè. Người ta thấy nó vừa mới vào tay thì đã nuốt. Trong ngày đó, Đức Chúa Va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miệng rực rỡ của dân xót Ngài. Sẽ trở nên thần công cháy cho kẻ ngồi trên tòa đoán xét đoán và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Xong những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, siêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi. Nhân thứ rượu mạnh mà xoàng ba, xem sự hiện thấy thì cắt nghĩa sai, sự kiện thì vấp ngã, mở ra ô ấy đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch. Vậy người sẽ dạy khôn cho ai và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thơi bú mới lìa khỏi vú chăng? Vì với họ phải giường mối thêm giường mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Giê-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ, này là lúc mát mẻ cho con ngươi, thế mà họ chẳng chịu nghe. Lời Đức Giê-va đối với họ sẽ là giường mối thêm giường mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và dập nát, sập bẫy và bị bắt. Ai là người có thể được vào được trong thành Jerusalem để buôn bán ngày tại nơi đền thờ? Họ buôn bán cái điều gì nhỉ? Họ đổi bạc, họ bán bò, bán chiên, bán bồ câu. Vậy những người buôn bán đó là những người Giu-đa, là người biết luật pháp của trời, và phải biết rõ nhu cầu, và người ta tận dụng cái nhu cầu đó để thương mại tại nơi đó. Có sự chấp nhận, có sự thông đồng của cái thầy tế lễ cả, là người có quyền ở trong đền thờ đó. Và điều đó ngày hôm nay cũng vậy. Những bợm rượu là người biết nấu rượu, buôn bán rượu và cái kẻ nghiện rượu. Bợm Ephraim là sự thịnh vượng, mà khi người ta thịnh vượng rồi, người ta say về sự thịnh vượng đó. Ngày nay có nhiều nơi hội thánh được to lớn lắm rồi, giàu có rồi, nhà cao lắm, hội thánh sân rộng lắm, hàng mấy trăm xe ô tô cùng vào đỗ đó, giàu có rồi, và người ta say vì sự giàu có đó. Mà khi say về sự giàu có đó rồi thì điều gì xảy ra? Tại đó họ bán nhiều sách lắm, họ bán nhiều thứ lắm. Bây giờ họ sáng chế ra nhiều thứ lắm, họ sáng chế những cái chai dầu, họ đã đưa dầu từ Jerusalem sang, họ bán cho dân sự của Chúa giá rất cao. Họ làm thanh gươm rất là to, rất là nặng, chẳng để chém ai cả, giống như cái thanh gươm của vua vậy. Rồi họ đưa chữ Giê-xu vào đó, họ bán rất là đắt tiền, họ buôn bán danh Chúa về điều đó. Họ làm hiện nay bây giờ thành một cái mốt nữa, họ làm lên tượng như là cái thầy tế lễ khi ngọt nước đi Giê-va đó, rồi buôn bán các cái hình mà thuộc về giáo ước cũ các thầy tế lễ đeo trên người đó, và họ buôn bán điều đó, và dân của Chúa mua rất khắp mọi nơi. Mà bây giờ Chúa là cấm nạn tượng, và người ta mua điều đó, người ta làm đồ ra, người ta bán tràn lan khắp mọi nơi. Rượu là một thứ khiến người ta nghiện, rượu là một thứ khiến người ta say, và khi ta đã uống say xỉn rồi, người ta trở thành nghiện và thích nó. Và ngày nay có rất nhiều người không nghiện lời Đức Chúa Trời, nhưng nghiện các mục sư giảng. Người ta rất nghiện đi các hội đồng, vì tại đó được nhảy múa hát ca, tại đó là thấy phép lạ, và người ta tôn sùng luôn các hệ phái đó, và tôn sùng các vị mục sư có danh tiếng đó, và ta say điều đó. Mà Chúa nói như thế nào? Cái hoa chóng tàn ở trong chỗ màu mỡ, người ta giàu có rồi, và khi người ta giàu có rồi thì người ta quên đi mạng lệnh Đức Chúa Trời. Chúa nói này, cái hoa chóng tàn là đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi chúng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè, người ta thấy vừa mới vào tay thì đã nuốt. Thường thường đến mùa hè thì trái vả mới lại có mùa rồi nè. Bởi có là khi trái chín trước mùa hè đó là lương người ta đang thèm mà, nó vừa mới chín thì cái nào ta ăn ngay thôi. Và nghe nói ở vùng Bắc Mỹ, ở nhiều nơi trên thế giới này nữa, là rất nhiều tín đồ
không có để lòng trông cậy Đức Thánh Linh đâu. Họ chỉ khoái đi hội đồng thôi. Ở đâu tổ chức hội đồng họ cố gắng bằng được họ đến đi. Tại đó có thấy nhạc nhiều lắm, đông người lắm, vui vẻ lắm, dâng hiến rất nhiều tại đó nữa, và được nghe mục sư giảng. Và sau đó thì họ tôn sùng luôn, và bất cứ điều gì ở nơi bán họ mua về hết. Cuối cùng trở thành một sự thương mại, họ thần tượng như nơi đó. Bất cứ điều gì ở đó rằng họ đều chấp nhận, không cần suy xét, họ tin. Và một câu đó thì trở thành người nghiện rượu vậy. Và cuối cùng gì? Tin theo sự họ giảng dạy đó, không có kiểm chứng. Cuối cùng thì họ bắt chước. Nên cuối cùng thì khi có chiêm bao đến thì giảng sai chật, không dịch nghĩa được nữa. Ở trong tiếng Hebrew, chữ giường mới nghĩa là các nguyên tắc thánh. Còn chữ hàng thêm hàng là thước đo độ thẳng lời Đức Chúa Trời. Nghĩa là người ta không có phép sử dụng lời Đức Chúa Trời cách tùy thiện theo trí khôn của xác thịt. Chúa Giêsu đã đến và Ngài gọi các môn đồ của Ngài. Hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi trở nên tay đánh lưới người. Sử dụng lưới để bắt cá thể nào thì sử dụng riêng mỗi nguyên tắc của lời Chúa để bắt người ta thể đó. Bắt người ta là bắt như thế nào? Đem người ta trở về thì Đức Chúa Trời để cứu người ta ra, ta khỏi sự chết đời. Và các giường mới đó là các nguyên tắc thánh. Chúng ta biết là khi chúng ta nhìn ở trên cao xuống thành phố, chúng ta thấy có rất nhiều ngã tư. Các ngã tư đó là các giường mới. Và các đường song song đó là thước đo độ thẳng. Chúng ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn trên cao xuống, thì tự nhiên đường tự nhiên hình tam giác, rồi nó cứ chéo vẹo đi rất là khó chịu. Thì cũng có thể như vậy. Chúa ban mạng lệnh của Ngài cho chúng ta, và lời của Chúa là giường mối, là nguyên tắc. Vì Chúa là đấng hằng sống, đấng ngay thẳng, đấng công bình, đấng thánh khiết, nên mạng lệnh của Chúa luôn thẳng, không có quanh quẹo. Mà nhiều người sử dụng lời Đức Chúa Trời theo cách của họ, ghép từ này câu kia vào theo cách của họ, theo trí khôn của họ, với mục đích của họ. Và bởi đó thì khi người nghe đó thì không áp dụng được cho mình và không được chữa lành. Và cũng bởi chính môi miệng của những kẻ đó giảng ra là bằng chứng về những điều họ giảng đó. Và những điều đó không phải như nguyên tắc lời Chúa thì chính sự đó trở thành cái dây trói họ lại và cầm buộc họ luôn. Những người đó giảng như thế nào? Họ giảng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu phán, ngày sau đó này có rất nhiều giáo sư giả và tiên tri giả đến này, họ sẽ giảng ta là Đấng Christ. Họ giảng như thế nào? Họ Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nên Ngài đã sai con một Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian này để làm trọn luật pháp rồi. Làm trọn rồi, thêm chữ rồi. Ma quỷ đã thêm lời vào trong lời Đức Chúa Trời. Nó bẻ quẹo lời Đức Chúa Trời đi, khiến cho Eva ngộ nhận, tin theo lời con rắn và phạm tội. Chúa nói này, nếu một manh ăn chắc sẽ chết. Satan nói là không chết đâu. Chúa Giêsu đến để làm cho luật pháp được chọn. Và Chúa nói tiếp này, một chớp một nét trong luật pháp qua đi còn dễ hơn. Một chớp một nét trong luật pháp không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn. Trời đất qua đi còn dễ hơn một chớp một nét trong luật pháp phải bỏ đi. Có nghĩa luật pháp không có thể bỏ đi được. Và chính bởi cái đó nên Chúa sẽ ghi tạc người đó trong lòng người ta và trong trí khôn. Để khi người ta vào trong thiên đàng, luật pháp vẫn là trong lòng họ luôn luôn. Và Chúa đến là cho luật pháp được chọn. Thì họ nói là gì? Chúa làm chọn rồi. Chứ thật từ giá Chúa nói là mọi sự được chọn rồi. Như vậy chúng ta không còn phải làm cho luật pháp nữa. Vì chúng ta ở trong thời kỳ ẩn điển rồi. Không có quyền lực nào của ma quỷ có thể chạm đến chúng ta. Vì Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu đã nên sự đổ xả thay cho chúng ta rồi, nên sẽ không có sự đổ xả nào có thể đến trên chúng ta nữa. Nhưng chỉ có phước hạnh của Chúa ở cùng chúng ta mà thôi. Và Đức Chúa Trời là yêu thương, nên cho dù chúng ta có cố ý phạm tội thì khi ăn năn Ngài vẫn cứ tha. Đây là họ nhái lời của nhau, bắt chước lời của nhau, ăn cắp lời của nhau, giảng ở khắp mọi nơi bây giờ. Nên khi chúng ta nói luật pháp của Chúa là họ này, ông này kỳ, ông này ngược đời. Bây giờ là ân điển, chúng ta ở dưới ân điển rồi. Họ trích lời của Phao-lô, bỏ lời Chúa Giêsu. Họ cắt từng lời một ghép nhau mà không đọc từ thượng văn hạ văn. Và bữa đó dân sự của Chúa cứ tưởng như vậy, tin như vậy và uống rượu rồi. Đúng, ảnh này đúng quá. Say xỉn rồi, nói lung tung. Ở trên nói sao say rồi mà mê rồi, ông mục sư này giảng là đúng rồi. Ông này đấy tới Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng trong tay Đức Chúa Trời, mỗi một công cụ trong một thời kỳ nào đó sẽ trở nên một sức mạnh của Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Nhưng hết thời đó rồi, Chúa để nó sang một bên. Thì chúng ta phải nhìn vào công việc của Chúa, chứ đừng tôn thờ một cái vật Chúa đã dùng. Không, chỉ tôn thờ Chúa thôi, đừng tôn thờ cái vật Chúa đã dùng. Có tôi Chúa đã dùng, bởi vì đức tin của người đó lúc đó, Chúa dùng người đó để giấy một hội thánh nào lên, hoặc gây phấn hưng một vùng lớn nào lên.
Chỉ vùng đó thôi, lúc đó thôi. Nhưng sau này người đó vẫn là để cho Chúa. Đừng thần tượng họ, hãy nhìn vào Chúa. Nhìn chăm vào Chúa Giê-xu mà thôi. Nhưng ngày nay người ta không để ý điều đó. Ôi ông đó hồi xưa Chúa dùng để phấn hương ngồi thánh ở Chúa ở bên Liên Xô, ở về nước Mỹ. Và cứ ấn định hoài và tôn thờ cái công cụ trong của Đức Chúa Trời mà không nhìn vào Đức Chúa Trời. Và bởi đó nên người ta xoàng ba, rượu say rồi, người ta in trí rồi, nên sau này hàng nhái nhiều lắm. Họ làm tại Việt Nam nhưng là dán bác ngoại cơ. Nó phải của Nhật cơ mới mua, phải của Mỹ mới mua, mà làm tại Việt Nam. Hay bởi cái đó thì người đây, thế mà ông đó, cái danh đó là tôi tin rồi, là tôi phải mua, tôi chấp nhận này. Tin xoàng ba, bởi vì như vậy thôi. Xoàng ba tức là say đi loạn trò mà không biết gì thôi. Và tất cả sự giảng dạy đó là sai trật nghiêm trọng so với lời Đức Chúa Trời. Và sự phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ, người ta ban cho ông ta rồi mà người ta bẻ quẹo đi. Và bởi cái đó nên những người nghe lời đó hiểu sai về lời Đức Chúa Trời. Những người giảng sẽ bị phán xét đến ngày sau đó. Có những người nghe mà không kiểm chứng lời đó qua Đức Thánh Linh đó, tin theo thì cũng giống như họ, kẻ mù dẫn kẻ mù, cả hai cùng rơi xuống hố. Khi xưa dân Israel đã không được yên nghỉ vì cớ tội lỗi của những thầy tế lễ không kính sợ Chúa, mà dân Israel phải bị bắt làm phu tù. Đền thờ Đức Trời bị phá hủy và vách thành Jerusalem bị bể nát cùng các cửa của nó bị thiêu cháy thế nào, thì những người nghe và tin theo lời của tiên tri giả, giáo sư giả kia sẽ bị tai họa như vậy. Thân thể của những người tin theo lời của những tiên tri giả và giáo sư giả kia sẽ không được chữa lành, và tâm linh của họ thì hư mất đi vì họ đã đi sai lạc đường lối của Đức Chúa Trời. Giai đoạn 2 câu 14 đến câu 15 chép: trong đền thờ ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền của người đổi bạc và đổ bàn của họ. Bò, chiên, chim bồ câu là các vật được luật pháp quy định dùng làm của tế lễ chuộc tội cho những người phạm tội trong Israel, và các vật đó mang hình nghĩa hình bóng về là thần mầu nhiệm, là luật pháp của thánh linh sống có quyền phép để giải cứu, giải phóng, giải thoát tâm linh và thân thể xác thịt của những người tin Chúa ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Và quyền phép đó thuộc về Đức Chúa Trời ban cho những người sẽ vì lẽ thật mà công bố nó ra, hầu cho những người mà Chúa yêu mà ngài đã dành sẵn huyết của con một ngày để chuộc những kẻ đó. Chúa sẽ ban cho những người tội tư của Chúa quyền phép đó để công bố là thật ra. Như có chép ở trong Thi Thiên 60 câu 4 của đàn chép: Chúa đã ban một cờ sĩ cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa lấy tay hữu mà mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Trời cũng đã kêu gọi và ban phước cho nhiều tôi tớ của Chúa với những lẽ thật mầu nhiệm trong luật pháp của thánh linh sự sống, và cái lẽ thật đó được công bố ra, được in ra, được giao truyền khắp mọi nơi trong các hội thánh của Chúa trên đất này. Và những kẻ không được Đức Trời kêu gọi vào chức vụ thầy tế lễ đó cũng nghe được, họ mua được những sách đó và họ bắt đầu mang về nhà mình, modify nó đi, chế biến nó đi, thêm lời của mình vào và bắt đầu sử dụng điều đó để buôn bán. Họ trộn những lời của họ vào trong lời của Đức Chúa Trời và họ giảng điều đó ra trong hội thánh. Giống như trong thế gian này ngày hôm nay, khi có hàng hóa có chất lượng cao được người ta yêu chuộng thì những kẻ làm giả cũng bắt đầu làm theo mẫu mã như vậy đó, trộn lẫn vào để bán hàng hóa của mình, lừa những kẻ mà thiếu biết về các loại hàng hóa đó. Những người đổi bạc trong đền thờ của Chúa là ai? Những người từ nơi xa không muốn đem theo các con sinh tế để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời đó, thì họ mang theo bạc. Vì trong thời xưa người ta dùng bạc làm tiền tệ giao dịch, mua bán. Vì họ mang theo bạc đến đền thờ. Vì theo luật pháp đó, thì chính họ sẽ phải trồng trọt, chính họ sẽ phải chăn nuôi và mang con vật mà mình mua được hoặc mình chăn được từ nhà mình đến cho đền thờ Đức Chúa Trời. Mà theo luật pháp của Chúa, những con vật đó là không tỉ vít, không bệnh tật. Nhưng bởi vì ở tại nơi đó đền thờ đã có sẵn rồi, vậy họ đâu cần phải chuẩn bị ở nhà nữa. Họ cứ mang dắt bạc ở lưng thôi, và đến đó thì họ đổi bạc tiền lẻ đi. Tôi mua con kia, mua con này thì cục bạc của tôi to, đổi nó ra lấy cục nhỏ. Và tôi đến đó để tôi mua con chiên có sẵn, con bồ câu có sẵn đó. Thì theo giống như bác sĩ nói này, bệnh của anh phải mua thuốc này, anh ra tiệm kia mua. Bệnh anh mua thuốc này, ra tiệm này mua. Đến đó thầy tôi đấy là, anh có tội này phải không? Vậy thì phải mất con này rồi, ra kia chi mua chiếc bồ câu. Anh, tội anh à, phải mua con chiên. Và bây giờ họ bắt đầu ra cái đám chợ đó, họ bỏ tiền, họ bạc ra, họ
Và bây giờ người ta cũng làm như vậy, rất tinh vi, núp bóng dưới sự cầu thay, núp bóng dưới sự dâng hiến cho nhà Chúa. Nhiều chương trình truyền giảng, nhiều chương trình hội đồng mở ra với cái tên như sau: đến với lửa của Đức Thánh Linh, đến để nhận lửa của Đức Thánh Linh, đến để được chữa lành, đến để nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Cao lắm. Chỗ nào Chúa nói chúng ta đến cái hội đồng đó thì cũng nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu? Khắp mọi nơi. Ở ngay tại nơi này, ngay cạnh chúng ta là trong Ngài. Chúa bảo đến đó mới có được quyền phép Đức Thánh Linh. Đến đó mới được chữa lành. Nhưng bây giờ người ta lại hãy đến nhận lửa Thánh Linh. Và tại những hội đồng đó nó đây, họ giảng về sự gieo và gặt đấy. Mới một bài giảng xong bắt đầu giảng về sự gieo và gặt ngay, vì yêu cầu dâng hiến. Kinh Thánh dạy chúng ta dâng hiến vào đâu? Và đền thờ Đức Chúa Trời. Chi phái nào dâng cho chi phái đó? Tín đồ hội thánh nào dâng cho hội thánh đó? Tại nơi đó theo luật Đức Chúa Trời đã chỉ định. Nhưng bây giờ gọi là đến tới đó và dâng hiến. Người ta nói như là nếu quý vị có nhu cầu cần được giải cứu hay được chữa lành thì hay là được giải quyết những vấn đề khó khăn, hãy ghi chép sự đó vào giấy rồi gửi đến cho chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Và tiếp theo họ gửi cho quý vị một cái phong bì, trong đó có tờ giấy, các ô vuông ghi sẵn là gì: tôi tự nguyện dâng ô này 50, ô này 100, ô này 150, ô này 200, và dâng. Nếu tôi muốn gửi 50 đô, tôi gạch vào ô 50 và tôi ghi một tấm chép. Trong đó người ta nói là nếu quý vị dâng chép thì chép là tôi tự nguyện dâng số tiền này vào các ô vuông in sẵn với số tiền ít nhất là 50, 100, 200. Và xin quý vị đánh dấu vào và ghi tên của chương trình này. Như là dâng cho chương trình đó, Chúa không nhận. Dâng cho chương trình đó. Và khi mà quý vị đã dâng bằng chép rồi đó, thì mỗi cuốn chép đều có tên, địa chỉ của người đó. Vậy thì kể từ đó là liên tục, mỗi một tháng phong bì tiếp tục gửi đến, tiếp tục gửi đến, tiếp tục gửi đến. Dâng hiến, dâng hiến, dâng hiến. Gieo sẽ gặt. Và bất cứ điều gì quý vị cần, viết vào tờ giấy đó, gửi cho chúng tôi sẽ cầu thay cho quý vị. Kinh Thánh có nói điều này đâu? Không. Kinh Thánh chép rằng dân sự của Chúa sẽ đến gặp thầy tế lễ, dân của tế lễ tại đó, và thầy tế lễ sẽ cầu nguyện cho người đó. Tại sao phải đến nơi khác? Tại sao không ở hội thánh địa phương? Chúa đâu có nặng tai không nghe được, mà phải đến nơi đó. Cuối cùng họ thần tượng cái hệ phái đó. Một lần kia tôi đến hội thánh ở Ohio để dự hội đồng, vì các bạn tôi rủ tôi đến đó. Tại đó hơn 7.000 mục sư ở khắp nơi Bắc Mỹ và một số nước ở nước ngoài đã đến nơi đó nữa. Rồi 3 ngày. Và đến ngày thứ 3 đó thì họ yêu cầu dâng hiến. Sau đó rồi họ nói bất cứ một người nào đó có nhu cầu gì, hãy viết vào tờ giấy của mình mọi nhu cầu mình muốn Đức Chúa Trời làm cho. Mua nhà ư? Mua xe ư? Chữa lành ư? Cứ viết vào đi. Và bỏ phong bì đó. Rồi có một cái, mấy cái thùng sắt to lắm. Cái loại thùng sắt đó là cái loại thùng mà chuyên muốn chở phế liệu của những cái sự xây dựng đó. Gỗ, gạch đá, vì đang gọi là xà bần đấy. Sẽ bỏ đó để đem đi đổ. Thì có mấy cái thùng to như vậy đó ở ngoài cái sân đó. Và có một cái chòi bằng gỗ làm cao lên. Và người ta mang các phong bì đó bỏ vào trong cái thùng đó. Rồi vì mục sư chủ tọa nổi danh đó, đứng trên đó ông giơ tay vào các thùng đó, ông cầu nguyện xin Chúa nhận lời cầu nguyện của những người này. Và họ đốt ra lên và Chúa cảm ơn Chúa, hallelujah, Chúa nhận lời của chúng con. Đây là một sự tà thuật. Đây là sự buôn bán bạc đổi bạc, cái tinh vi. Không có chỗ nào Kinh Thánh chép như vậy cả. Cho nên con thấy chưa, bợm rượu đấy. Họ đã một kỳ nổi danh rồi, họ thành công rồi. Bây giờ người ta trở thành cái điểm rồi, ai cũng tin là có thành công mãi. Và cuối cùng xoàng ba đây, họ cứ rằng cái gì họ nói ra là đúng, cái gì họ nói ra là đúng. Tôi từng đọc sách của những người nổi tiếng, khi có sách viết sai ra, ông ta phải đứng xin lỗi. Nhưng mà những người mà đã được nghe ông ta giảng đó, viết sách như vậy đó, họ đã thực hiện rồi, bao nhiêu người hiểu sai ra rồi, bây giờ ông xin lỗi tác dụng chi? Muộn rồi. Đấy, chú đây, con cẩn thận. Kẻo khi người ta thành công rồi, giàu có rồi, bắt đầu họ đi xoàng ba, cuối cùng họ thành Chúa rồi. Cái gì họ nói là đúng hết. Là vì rất nhiều người khen quá họ quên Chúa luôn. Họ quyết định rất là nhanh. Và người ta cứ thế là tôi dùng người ta và họ đến ở đó. Nhiều người thấy ở nơi hội đồng mở ra là họ đến đó đây. Lao vào đó đây. Phải dâng hiến cho đến đó đó. Rồi gửi cái phong bì của mình đến đó. Cho rằng mình sẽ được nhận. Chúa ơi, như vậy là người ta thần tượng các tôi tới Chúa rồi. Chúa đi bởi bỏ quên. Chúa có bảo là ta ở xa đâu, ta ở ngay cạnh con. Tại sao con phải gửi thư đi trong khi ta ở ngay cạnh con? Thần tượng của tôi tới Chúa. Nên có rất nhiều người Jerusalem, họ
họ đến đền thờ Giuse-xem rồi họ đuổi bạc, họ mua bạc rồi, họ đến để họ mua con chiên, họ làm sao có biết được con chiên đó có tỳ có vít, hơi mua đại, mua đây là chắc chắn. Mà Chúa nói này, dâng của lễ làm sao cho được nhận, mình không hề chăm sóc nó, mình chẳng biết nó có khỏe có mạnh hay không mà dâng cho Đức Chúa Trời, nhưng mà tin đã bán ở đây là chắc chắn tốt rồi. Và Chúa nói ngày sau rốt này họ làm cách rất tinh vi như vậy. Đức Chúa Trời không hề phán rằng nếu có người ghi cái nhu cầu của mình vào trang giấy rồi nhờ người ta cầu nguyện cho rồi đốt trên lửa dâng lên ta thì ta nhận lời và ban phước cho. Vậy thì những người câm, những người điếc, những người mà ở trong tù nghe chưa truyền giảng bao giờ cả, họ viết ra mà quý vị ơi tôi tin Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi để tôi được cứu à. Ở bên bên Đức, ở bên châu Âu có nhiều người hôm nay cầu nguyện cho Hitler, xin Chúa cứu Hitler. Họ bị giảng sai như vậy đó, họ bảo những người đó là tội nhân phải được cứu, họ cầu nguyện cho những kẻ đó, cho rằng là Chúa sẽ cứu họ. Họ làm như lời của Chúa chép về những người thiếu hiểu biết này. Luật pháp Chúa chép như này: Đức Giê-hô-va và phán muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê được đâu. Khi ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhắm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm ra, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hại hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá buộc. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội của ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như san son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Nhiều bằng các ngươi chẳng khứng vào bàn nghịch, sẽ bị nuốt bể gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ê-sai đoạn 1 câu 11-20. Chúa phán, làm theo luật pháp đi. Rồi sau khi làm xong tất cả điều gì luật pháp đã bảo ngươi phải làm đó, bây giờ kẻ có tội đó hãy đến biện luận cùng Chúa, Ngài sẽ tha tội cho. Chúa bằng lệnh cho các môn đồ của Chúa, hãy đi cầu thay cho người ta để ta cứu à? Không, hãy đi dạy đạo cho người ta, dạy người ta giữ hết cả mọi điều mà ta làm phán dạy của ngươi. Mà nếu ai tin chịu bắp tên thì được cứu. Tôi đến rất nhiều hội đồng, người ta tham gia luật pháp, người giảng sự mầu nhiệm người ta nhận được, không ai tôn cao luật pháp cả, không dạy người ta biết là làm theo luật pháp thì sẽ được điều gì cả. Nhưng mà ta dạy có một điều, dâng hiến, gieo nhiều gặt nhiều, gieo ít gặt ít, họ giảng về điều đó đi, khi lại người ta dâng cái chương trình đó, nhưng không giảng luật pháp đâu cả trời. Bà mẹ của một tôi tớ chùa kia nói với tôi, Thành, tôi không bao giờ gieo cho mấy chương trình này nữa, họ chẳng làm gì cho tôi cả, họ hứa còn họ chẳng làm gì cho tôi hết, họ chẳng dạy tôi điều gì cả. Mà mỗi lần họ từ bên Mỹ qua Canada mà giảng đó, họ ở khách sạn 5 sao, ai chịu tiền? Chúng tôi. Họ yêu cầu chúng tôi dâng cho, họ đi sang lắm, cả vợ con, bộ đoàn thê tử đi mấy chục người, toàn ở khách sạn 5 sao cả, họ không dạy chúng tôi luật pháp. Thành mỗi năm về bên này một lần, Thành giảng cho tôi luật pháp, chúng tôi nhận được rất nhiều sự thể dỗ từ luật pháp mà Đức Trời dùng Thành giảng ra. Nó sợ nhìn thấy điều đó. Họ đi là họ đánh một kê nhu cầu của họ, hãy đến để được chữa lành. Hãy đến là nhận quyền phép. Người ta thích quyền phép đến chương trình đó. Họ muốn được chữa lành đến chương trình đó. Khi xưa tôi còn đơn sơ lắm, tôi rất muốn đến với chương trình của các đầy tớ Chúa như Benny Hinn, Maurice Solo cho bà con này nhầm rồi. Ta ở ngay cạnh con. Ta là đấng khiến con được nhận tất cả mọi sự. Bình của con nhận được hay không là do con. Con đã sửa soạn cái bình của con đi. Bình con nhận được bao nhiêu rượu, bao nhiêu dầu, ta có thể trang bị cho con được. Hãy sửa soạn cái sức chịu đựng của con, những cái dầu ta sẽ bàn cho. Này do con quyết định. Đừng đến với những kẻ đó. Những kẻ thiếu chi hiểu, không có đức tin mới đến với người đó. Họ không đến giảng luật pháp như ta đã mang lệnh cho các tôi tớ của ta đi. Họ đến khích lệ người ta đến để nhận quyền pháp, nhận sự chữa lành. Mà điều ta không bảo, ta muốn họ đi giảng luật pháp của Đức Chúa Trời cho họ. Vì khi mà người nghe luật pháp, nhận biết ngay là mình sẽ được chữa lành. Bởi vì Kinh Thánh có chép, nếu ngươi làm theo luật pháp Đức Chúa Ba và cẩn thận làm theo tiếng pháp này, thì nay là mọi phước lành sẽ xuống sáng xuống trên mình ngươi. Trong đó có gì? Sự chúc phước cho hoa quả bông trái của thân thể ngươi. Trong luật pháp có đủ tất cả mọi lời hứa trong đó rồi. Cảm ơn Chúa tôi không đi những chương trình đó.
Tôi rất thích đi như nào người ta giảng luật pháp và sự mầu nhiệm đi trong luật pháp đó. Và điều tôi được học được. Mà đó ngày hôm nay, người ta vẫn tiếp tục đổi bạc tinh vi ở trong đền thờ Đức Chúa Trời. Một người kia tôi đến một hệ phái đó, tôi mua một cuốn sách rất là dày, in rất đẹp. Tôi về tôi nhìn cuốn sách đó tôi bực bực ơi là bực, bởi vì người này buôn giấy. 10 đô một cuốn sách, mà trong cuốn đó là dày khoảng 2 phân. Nhưng mà nếu mà chọn tất cả chữ ở trong đó ghép lại đây, thì khoảng một nửa phân đây. Tôi bực ơi là bực, tôi cảm thấy tôi bị lừa. Là bởi vì cái trang thì rất to, viết chữ rất là thưa, mà ở trung tâm còn hai viên bỏ đấy. Người ta thích sách dày tưởng là mua được nhiều sự tri thức. Ai giờ đâu trong đó mua sự bực mình, là bởi vì nó không có cái gì trong đó cả. Ngoài chi khôn ông ta và buồn giấy. Và bữa đó tôi cảm tạ Chúa cho bà con thấy chưa. Khi xưa khi con mới quay trở lại với ta, con nói này, con cảm ơn Chúa ngài đã nhân từ chịu đựng con, nếu không thì con chết trong địa ngục rồi. Bởi vì không ai giảng cho con nửa này thì con không nhận biết Chúa. Cho nên là bởi vì con bực mình với những người ăn lương của hệ phái, ăn mỡ của chiên, mặc áo lông chiên, ăn thịt chiên, nhưng không giảng lời Đức Trời cho chiên, không khiến nó chiên được ăn cỏ tươi, uống nước trong. Và bởi cái đó thì con suýt chết đó. Vậy thì con phải làm thế nào? Vậy tôi phải làm sao để cho chức vụ chú ba là tôi đó, không để cho chiên đói, không để cho chiên khát, chăn hết lòng. Và bởi cái đó thì khi tôi đọc cuốn sách đó, tôi bảo là bây giờ con nghĩ thế nào? Và cảm ơn Chúa, Chúa dạy tôi sử dụng máy vi tính để in sách ra. Tôi tận dụng tối đa khuôn khổ của tờ giấy đó để in mọi điều Chúa muốn bảo cho dân sự của Chúa biết. Mình khó khăn nhưng tiết kiệm tiền của cho dân sự của Chúa. Quý vị đi đây. Quý vị mua một cuốn sách cho con cái của mình. Quý vị luôn thích sách dày, giá rẻ, đúng không? Để cho con mình tận dụng được chứ. Bây giờ cuốn sách đắt mà mỏng danh là con dùng được bao nhiêu? Bỏ tiền ra mua một cuốn sách có giá trị. Chúng ta thấy đi, đầy chữ, đầy kiến thức, đầy tri thức, đầy sự khôn ngoan thông sáng của Chúa bảo cho mình. Đã đồng tiền bát gạo. Và Chúa muốn chúng ta làm được đó. Nhưng mà giờ người ta nói không đâu. Tại đó có xong sách rồi, đến đó là nơi này đã bán sách là hay lắm rồi, mua về, mua nhiều lắm về. Học được gì không? Nên Chúa nói là con ạ, sẽ đi có một kỳ kia, Chúa sẽ phán xét và lửa của Chúa sẽ đến thiêu đốt tất cả mọi sự giả dối của người ta. Mà Chúa dạy chúng ta, ta phải thật cẩn thận. Đừng để lòng trông cậy trong xác thịt bao giờ cả. Nhưng mà tất cả mọi chúng ta có quyền nghe, có quyền suy gẫm, và chúng ta phải thận trọng về tất cả điều gì chúng ta nghe. Luật pháp Đức Trời ban cho chúng ta, và đặc biệt sự mầu nhiệm Chúa ban cho các tôi tớ của Chúa để làm gì? Để giải phóng dân sự của Đức Chúa Trời. Không phải dùng nó để trang sức cho mình, không phải dùng nó để làm vật kiếm tiền. Chúa Giêsu phán dạy chúng ta như thế nào? Vì bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Giăng 15:7. Chúa muốn hết thảy mọi người chúng ta phải kinh nghiệm được lời của Chúa ở trên cuộc đời của mình. Bất cứ ai, nếu chúng ta là tín đồ mà cuộc đời chúng ta được lời Chúa dạy dỗ cho và chúng ta kinh nghiệm được khi làm theo lời Chúa thì được ứng nghiệm lời hứa của Chúa trên chúng ta thế nào, chúng ta dùng ngay điều đó để dạy người khác. Và Chúa Thánh Linh sẽ chúc phước cho, bởi vì chúng ta nói điều thật, điều đúng. Mỗi người ta đều có quyền làm điều này. Và các tôi tớ của Chúa phải kinh nghiệm được và dạy dân sự của Chúa làm theo lời Đức Chúa Trời. Phải giúp cho ta biết được khi làm theo lời Chúa làm như thế nào, hầu cho hưởng được giao ước lời hứa của Chúa qua sự vâng theo lời Chúa ra sao. Dạy cho họ làm thế nào để thể đi theo lời Chúa được. Khi quý vị đi du lịch đường biển, vừa lên tàu, trước khi tàu rời khỏi cả bến, quý vị phải học mặc áo phao. Mặc phao ra làm sao? Sử dụng phao cứu sinh như thế nào? Lên máy bay cũng vậy, trước khi máy bay cất cánh, họ giảng về sự mặc phao cứu sinh ra sao, rồi thoát hiểm khi máy bay gặp sự cố như thế nào. Đó là mặc lệnh. Khi chúng ta giảng lời của Đức Trời cho dân sự, phải giảng cho họ biết làm thế nào để đi theo lời Chúa được cách an toàn, giúp cho họ hiểu được tác dụng của lời Chúa đối với mình, trách nhiệm của mình trước lời Chúa, và quyền phép Đức Chúa Trời chỉ hành động trên chúng ta khi chúng ta làm theo lời Chúa như thế nào, và cơn giận của Chúa sẽ giáng trên kẻ nào có lời Chúa mà không làm theo như thế nào, để họ hiểu được điều đó rồi. Và Thánh Linh ghi điều đó trong lòng họ và làm chứng cho lòng họ rằng lời đó là đúng. Thì bây giờ chúng ta làm trọn cái phần Chúa bảo cho chúng ta. Và khi người ta làm theo điều đó rồi đó, thì họ sẽ nhận được điều Chúa muốn. Chúa nói như thế nào? Vì bà các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúa không bảo là gì? Hãy đến nơi đó mà xin ta sẽ cho đâu. Ngày hôm nay có nhiều người đã thần tượng nên là họ không thèm làm theo lời của Đức Chúa Trời. Họ đến nơi đó để xin ké, để ké cửa của mấy mục sư đó.
Mấy ông đó là ai mà có quyền mang của báo tin lành cho quý vị? Họ chỉ là tôi tớ Chúa thôi. Mà nên tôi tớ mà không làm theo lời Chúa được gọi là đời tớ ngoan ác. Nó ngoan chứ này là khôn khéo. Khôn khéo là sự làm giữ. Lợi dụng danh Chúa cho mình đó để làm thương mại. Những kẻ đó chẳng có quyền gì để ban cho chúng ta điều gì cả. Chúa có quyền ban cho chúng ta và Ngài biết rõ chúng ta làm được điều gì và hưởng được điều gì. Nên đừng thần tượng bất cứ một tôi tớ nào. Hãy cẩn thận. Vì Chúa chúng ta là đấng ghen tương. Vì Đức Chúa chúng ta là đấng công bình. Ngài biết rõ mọi nhu cầu của loài người chúng ta. Và Ngài là cha của cả loài người. Ngài yêu hết thay loài người. Ngài yêu tất cả người nào tin Ngài và yêu mến lời của Ngài. Và trong Đức Chúa Trời không có sự tây vị. Và Ngài sẽ nghe và giải quyết mọi sự mà người ta trình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời phán như sau. Hãy nói với dân chúng. Đức Giê-va nói rằng ta chỉ sườn sống ta mà thề. Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các người nói. Chúa phán là chính tai ta nghe miệng ngươi xin và ta sẽ cho ngươi. Không có chỗ nào đó là ngươi đến chỗ đó xin là ta sẽ cho. Người đó là ai mà chúng ta phải đến người đó? Người đó đại diện cho Chúa. Người đó chỉ đại diện cho Chúa để giảng luật pháp cho chúng ta thôi. Chứ không đại diện cho Chúa để ban điều gì cho chúng ta cả. Chính chúng ta có đức tin sẽ nhận được lời của Đức Chúa Trời. Chúa sư phán, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tin thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho rắn chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời đã chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngay sao? Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 đến câu 11. Vì cứ có nhiều tôi Chúa sau khi được nổi danh và thành công rồi. Sau khi họ theo Chúa một thời gian họ thành công rồi đó. Và khi họ cũng uy tín trong dân sự rồi đó. Thì một số không ít trong những người như vậy đó lại mắc sai lầm giống như vua David đã mắc vậy. Khi David được làm vua cả nhà Israel, cả nhà Giuđa. Và tất cả thủ địch ở xung quanh đã bị xẹp lép rồi. Và trận chiến không còn dữ dội như ngày xưa đó. Vua được thông thả không phải ra mặt trận nữa. Bây giờ vua rời khỏi giường mình và đi trên nóc đền của vua và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, một cô nữ, người nữ xinh đẹp quá và hỏi cái người cẩn thận của mình, người đó là ai? Người đó là vợ của Uri đấy. Gọi nàng đến cho ta. Mặc dù vua biết người đó là vợ của một vị tướng của mình, vua vẫn bỏ qua mạng lệnh đó, triệu nàng đến cho ta để ta ngủ với nàng. Quên mạng lệnh, đưa cô chạy đi. Và bởi cớ tội đó mà sự đổ xả vào trong nhà của David và khiến nó sau này lụn bại luôn. Và ngày nay có rất nhiều người đã nhìn thấy điều này. Kinh Thánh là con đường nhìn vào đó mà xem, mà biết mình phải đi như thế nào. Học ở David điều gì và đừng học David ở điều gì. Và ngày nay có nhiều người thành công rồi, nổi danh rồi, người ta uy tín rồi đó. Là bắt đầu giống David thôi. Bắt đầu cho rằng mình có quyền và quên đi tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã phán dặn mình. Và nhiều người tin Chúa đã thần tượng các tôi đã đủ đổi danh của Chúa đã. Họ dâng hiến tiền bạc cho các chức vụ đó và mong rằng họ sẽ nhờ danh của các tôi tớ đó cầu thay cho để mình sẽ được điều này, điều kia. Và cuối cùng trở thành một cái mốt, nó thành cái mốt đến với các tôi tớ của Chúa đó. Nên chúng ta phải cẩn thận để ngày hôm nay Chúa ghen tưởng. Và khi Chúa gọi các môn đồ của Chúa ban sức dầu cho, Ngài phán với họ là hãy đi, các ngươi đã nhận lãnh nhưng không, hãy ban cho các nhưng không. Người ta không có phép lấy danh Chúa để làm chơi. Không được phép lợi dụng chức vụ để nhận lãnh của hối lộ từ những người mang tội lỗi. Ngày nay có nhiều người thần tượng các mục sư lắm. Thế mục sư là nổi tiếng ở đâu đó, đó họ mời đến nhà. Xin mục sư đến nhà em. Vừa đến cái phong bì đặt ra rồi. Xin dâng hiến cho chức vụ của mục sư. Mục sư ăn cơm. Ngon lắm xong xin mục sư cầu nguyện cho gia đình em. Xin chúc phước cho trường nghe chương trình em. Nhà em có chương trình này, chương trình kia. Thôi hai miệng mắc quay rồi. Phải cầu nguyện cho họ thôi. Làm sao bây giờ? Chúc phước cho chương trình này, chúc phước cho chương trình kia của họ, cho công ty của họ, cho cửa hàng của họ, cho gia đình của họ, cho nam đề của họ. Mà mình không biết họ theo Chúa như thế nào. Họ có phải là kẻ gian ác không? Mình không biết. Nhưng mà cái sức nặng của phong bì nó là cầm vào tay rồi, mình làm sao bây giờ đây? Phải cầu nguyện thôi. Và đó là lợi dơ bẩn. Không được phép ham lợi dơ bẩn. Tiên tri Elise đã không nhận của lễ của Naaman. Ông không nhận mà ta làm gì cho ngươi đâu. Bởi ngươi vâng lời, ngươi làm theo lời thì ngươi được chữa lành, Chúa chữa lành ngươi. Hãy dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, đừng dâng cho ta.
Nhưng có kẻ đầy tớ của tiên tri ấy là sẽ làm gì? Chạy theo nói dối để nhận lấy bạc, những quần áo của người đó, cuối cùng thì bệnh phong dáng chân người đó. Tôi cảm tạ Chúa, Chúa cứu tôi. Tôi không dám khoe mình. Tôi vẫn biết đồng tiền có sức mạnh. Tôi rất cần tiền vì tiền chẳng bao giờ đủ cho mình để xài cả. Rất nhiều thứ cần phải mua cho chương trình nhà Chúa. Nhưng mà tôi sẽ không theo lợi nhơ bẩn đó. Rất kinh khủng. Thánh Linh của Chúa ở trong tôi còn cẩn thận đấy, bẫy đấy. Tôi nói ngay. Đấy, việc đầu tiên là tôi giảng lời Chúa. Người chị em tôi nói là mục sư có cần kêu họ dâng hiến mà không chị? Để Chúa cảm động lòng họ. Còn tôi đến giảng, chị cứ để tôi giảng. Đừng bảo ai dâng hiến điều chi. Không. Chỉ có cái nhóm của họ thôi, mỗi lần thờ phượng cảnh Chúa nhật thì họ dâng hiến theo chương trình. Còn chương trình của tôi giảng không có dâng hiến. Sau buổi cuối cùng thì tự họ dâng hiến, tôi không kêu họ dâng hiến. Vì Chúa bảo tôi sang đây để giảng lời Chúa cho họ, cho người mời tôi. Tôi không dâng hiến, tôi không bảo kêu họ dâng hiến. Mà tự họ thôi. Mà nếu có ai muốn mời tôi đến cầu nguyện cho họ, tôi dạy luật pháp của Đức Trời cho họ đã. Và tôi cầu nguyện theo đúng như luật pháp của Đức Trời. Mình cẩn thận. Bởi vì dân sự của Chúa thành quen với cái lệ rồi. Dâng hiến như của hối lộ vậy. Để cho các tôi tới Chúa cầu nguyện cho. Và tôi đã từng bị người ta mắng mỏ như tát nước vào mặt vì cớ không làm theo ý của họ. Tất cả mọi quyền phép Chúa ban chúng ta, mọi đất thật Chúa ban chúng ta đó là ý của Chúa và là sản nghiệp của Chúa, không phải của chúng ta. Chúng ta phải truyền cho dân sự của Chúa để cho họ nhận biết được ý muốn của Chúa, để họ được giải cứu ra, để họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm xong mọi sự rồi, chúng ta cảm ơn Chúa, thưa Chúa con làm xong điều đó cho Ngài rồi. Và chính Chúa là đấng công bình sẽ nhìn thấy nhu cầu chúng ta và ban lại cho các tôi tớ của nhà của Ngài cách công bình. Bởi khi một người tham lợi nhơ bẩn, họ sẽ tìm mọi cách thương mại. Làm thế nào để vừa lỗ tai người nghe, làm thế nào để vừa lòng người nghe. Và bây giờ họ sẽ vui mừng, phấn chấn lên, họ sẽ dâng hiến cho. Còn sau này họ về không được điều gì đó, đó là lý do của họ, không phải của mình. Và trong lòng đã bị bắt quả tang về cái thần tượng của họ rồi. Người nghe thần tượng, tôi tới Chúa thần tượng những người nghe, bởi vì họ là khách hàng của mình, họ là người dâng hiến cho mình rồi. Và cả hai đều bị phán xét. Thần của Chúa không có ở trong lòng những người đó. Trong khi thi hành chức vụ, các tôi tớ của Chúa được phép nhận lãnh các của dân từ dân sự có lòng kính sợ Chúa dâng cho, như có chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 14. Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói quen người ta nói đâu. Luật pháp há chẳng nói vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có về phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy cho anh em, huống chi là chúng tôi. Giờ vậy chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phi-líp thứ nhất đoạn 5 câu 1 câu 4 chép: Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão cho anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chân bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dối bắn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chân chiên hiện ra, anh em sẽ được máu chủ tiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Giăng đoạn 2 câu 14-15 chép: Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên bồ câu và những người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bèn một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Chứ bèn trong câu 14 này thì trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự trừng phạt, tai họa, sự nghiêm khắc, sự đánh, sự quật roi. Chúa lấy dây, cái dây đó hình bóng về các giềng mối, các nguyên tắc thánh. Đức Trời chúng ta là công bình. Ngài xử phạt theo đúng như điều đã có phán trước. Ngài không làm bất cứ điều gì vượt quá điều đã chép. Tội đó đó đáng đánh bao nhiêu roi thì đúng bằng cái roi. Vì khi người ta vi phạm điều gì thì Chúa dùng ngay cái điều họ vi phạm đó vì tội lỗi sẽ xử phạt họ. Chúa lấy dây bệ thành roi mà vụt họ.
Ở đây chỗ này, Chúa dùng lời của Đức Trời đã dạy chúng ta. Tất cả mọi điều chúng ta đã được học, chúng ta đã được nghe các giềng mối, các nguyên tắc đó, các luật pháp đó, các giao ước đó. Thì khi một người đã nghe điều đó mà phạm tội, Chúa dùng ngay những gì mà họ đã được nghe, được biết đó, dùng ngay điều đó để xử phạt họ. Căn cứ theo tội lỗi họ đã mắc, Chúa bẹn nó lại. Mà khi người ta phạm nó nhiều, các nguyên tắc giềng mối bị vi phạm lắm. Mà nó dính dáng giống như là khi con ruồi nó bay vào cái đám, cái mạng nhện đó, nó động cả cái mạng nhện luôn. Và con nhện biết ở chỗ nào nó chạy đến để nó bắt. Ngài bện, lấy dây bện thì cái roi trong tay Ngài. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu 19 chép: tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một xấu xa cay đắng. Ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chiếc bàn đổi bạc chính là nơi người ta dùng để kiếm tiền. Người ta bày cái bàn đó ra, nó là cái chương trình người ta bày nó ra. Nó như là cái mưu mẹo người ta tính nó bày nó ra vậy. Bởi cái đó là thành phố, là cứ nhà là có mặt tiền là có kiếm được tiền. Bày cái bàn nó ra, bày mấy thứ ra thì cũng bán được. Trong cái bán và người mua, người đi qua đi lại thế nào có người mua. Cái bàn đó giống như một cái công việc họ bày ra như vậy đó. Tôi nói cái chức vụ mà tôi là họ bày nó ra. Ngày nay có nhiều người bày ra nhiều chuyện lắm. Tôi tới Chúa là chỉ có một việc, trăm công việc ở phía trong màn. Lo làm sao nhận biết là thật của Đức Chúa Trời để giảng cho dân Israel, cho Gia-cốp của Đức Chúa Trời vậy. Nhưng ngày nay có nhiều người có chương trình khác đó. Thương mại, buôn bán, giao thông, đủ thứ để kiếm thêm lời vào. Cũng có thể nhá, có nhiều nơi người ta dựng lên rất nhiều thứ. Ngoài việc công bố lời Đức Trời ra, đương nhiên họ bán bằng các xét để giảng, đĩa để giảng, sách đã đi ra, không sao cả. Nhưng người ta có chương trình khác nữa. Họ lập ra những cái chương trình cầu nguyện miễn phí 24/24 để cầu nguyện cho. Và đương nhiên cầu nguyện như vậy đó phải dâng hiến. Phải dâng hiến cho chương trình đó để họ cầu nguyện cho. Hiệp ý mà họ nói là, thưa hiệp ý chúng ta cầu nguyện. Chị có, anh chị có năn đề gì, nói cho tôi biết đi. Và bây giờ chúng ta hiệp ý vì Chúa có nói đây. Nếu dưới đây có 2-3 người nhân lên Chúa cầu nguyện bất cứ điều gì Ngài sẽ làm cho. Vậy chúng ta sẽ cầu nguyện hiệp ý, có nền tảng, phải không nào? Nhưng người ta không giảng luật pháp cho. Ở năn đề như vậy phải không? Vậy bây giờ chị bí với tôi và người đó bắt đầu cầu nguyện. Rất là đẹp lòng cái người có nhu cầu, ồ thích quá. Thế cuối cùng là một sự địa phương sẽ được nghỉ ngơi. Và họ chỉ gọi đến nơi đó mà thôi. Gọi số 1-800 miễn phí. Có nơi chưa? Và dâng hiến cho nơi đó. Chúa không được nghe. Trong khi đó Chúa nói là nếu ngươi có lời của ta, cứ ở trong ta. Lời ta trong ngươi, cầu xin mọi điều mình muốn, ắt sẽ được ban cho. Đó là luật pháp. Và bởi đó thì ngày hôm nay người ta không dạy người ta làm theo luật pháp, thưa Chúa Trời. Mà người ta dạy hãy đến với tôi. Hãy đến với tôi sẽ làm cho quý vị. Và đương nhiên không ai cướp miệng con bò đang làm lúa, hãy dâng hiến cho chúng tôi. Và cuối cùng chúng tôi trở thành đầy tớ cho quý vị. Mà thì thực tưởng là đầy tớ cho quý vị, không phải đâu. Đầy tớ cho ý muốn của tôi, đó là cách làm việc của tôi. Đó là cái bàn tôi để ra và có chương trình và quý vị sẽ dâng hiến cho tôi, trở thành cái nghề. Không được phép làm điều này. Nếu có người nhiều mắng tôi, tại sao không chấp nhận họ là bà không? Quý vị phải về hội thánh địa phương nhóm. Ôi mục sư ơi, nhưng mà hội thánh địa phương của tôi ông giảng mục sư giảng không hay. Hay cầu nguyện hay không là do Đức Chúa Trời ban cho. Hãy cầu nguyện cho người đó đi. Tụi em lên đây được không? Lần này lần mới lên đây, lần sau không được lên nữa. Phải về cầu nguyện cho mục sư địa phương. Hãy dâng hiến cho mục sư địa phương. Dâng hiến cho hội thánh tại nơi đó. Không cho phép đến. Mình không được phép kéo người ta đến với mình. Kéo người ta đến với lời Đức Chúa Trời. Đưa người ta đến với lời của Đức Chúa Trời. Bất cứ một người nào đến với chúng ta, hãy nói lời Chúa cho họ. Hãy giảng lời pháp của Trời cho họ. Đó là tình yêu thương. Anh công an đến với nhà tôi hỏi là đến ngày sinh nhật của bạn anh, anh đến thăm bạn anh, anh mua cái điều gì cho họ? Cái quà. Đương nhiên là cái quà tốt rồi. Chắc anh không bao giờ mang cái làm của thừa của anh đến cho người ta phải không? Đúng như vậy, vì anh tôn trọng người ta phải không? Cũng có thể thôi. Tôi rất tôn trọng anh, tôi rất quý anh. Và cái món quà tốt nhất tôi ban cho anh là điều cha tôi ban cho tôi. Đó là lời Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời Chúa ban cho tôi. Tôi ban cho anh. Tôi ban phát lời Chúa cho anh. Tôi nói lời Chúa cho anh. Tôi không có tội. Vì đó là món quà tốt nhất của Đức Chúa Trời ban cho đời người. Và đến nhà chúng ta, lời Chúa phải được tôn cao. Bất cứ ai đến nhà mình, phải đem người ta đến với lời Đức Chúa Trời. Để cho ta được cứu. Bất vụ lợi. Tại vì Chúa đã ban chúng ta rồi, Ngài nuôi chúng ta rồi, Ngài chăm chúng ta rồi.
đừng kiếm lời từ những nơi đó. Nếu họ có lòng dâng hiến chân thành, chúng ta nhận. Nhưng nếu đưa trước để chúng ta làm theo thì không được. Nên khi dâng, đặt dưới chân, đừng đặt trên đầu. Đặt dưới chân này theo đúng luật pháp. Tôi đi theo luật pháp, đừng đặt trên đầu. Để trên đầu tôi là tôi phải nhớ. Không. Chiếc bàn đổi bạc, đây chính là nơi người ta dùng để kiếm tiền. Mảnh bóng về chức vụ người ta đã sử dụng lợi dụng để kiếm lợi dơ bẩn sẽ bị Chúa Giêsu lời Đức Trời lật đổ. Và tiền bạc người ta kiếm được qua chức vụ đó sẽ trở thành sự rủa xả. Bởi vì khi Chúa lật đổ bàn họ vãi tiền xuống đất, điều đó có nghĩa là cái đồng tiền mà kiếm lợi dơ bẩn đó bị rủa xả rồi. Và nó rơi xuống đất có nghĩa là sẽ bị mất đi. Và bất cứ điều gì đó thuộc về Caesar thì trả về cho Caesar. Cái gì của Đức Trời thì trả về cho Đức Trời. Cái gì mà chúng ta làm trong lời Đức Trời có bảo chứng không phải cướp được của chúng ta. Còn nếu điều gì đó là lợi dụng làm tưởng như là cho Đức Trời nhưng mà không phải đó thì rủa xả sẽ cướp đi. Ở trong sách Tiên tri Ê-chê-chiên là 34 câu 1 đến câu 15 chép. Có lời Đức Giê-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Israel, hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-va phán như vậy, khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình, há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không chăn bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nền mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng dịt thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất. Sao mọi người lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó? Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc, đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Vậy nên hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăn nên những chiên ta đã làm mồi và đã trở nên đồ ăn của mọi loài thú ngoài đồng. Những kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chân ta, chiên ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên ta. Vì cơ đó, hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó, ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó. Ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa. Nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên không làm đồ ăn cho chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy. Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân, ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Israel kề khe nước và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Israel. Ở đó chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử tế và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là ở trên các núi của Israel. Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó làm nghỉ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Trở lại bài, gia đoạn 2 câu 16-17 chép. Ngài phán cùng những kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sáng về nhà Chúa tìm đốt tôi. Chúa Giê-xu đã nổi giận khi người ta không còn đức tin vào lời Đức Trời nữa, nhưng lại trông cậy vào những sự hư không của thế gian, của đời, của con người mà chọc giận Đức Trời. Nhưng bởi lòng thương xót của Ngài nên Chúa của trách họ và chỉ cho họ biết phải làm gì, phải quay trở lại với Đức Trời như thế nào để được tha tội, để được cứu chuộc. Chúa Giê-xu luôn quan tâm đến những sự yếu đuối của xác thịt chúng ta. Ngài biết sự yếu đuối đó nên Ngài cảnh báo người ta cẩn thận về sự yếu đuối của mình trước ngày Chúa trở lại. Khách Khải Huyền đoạn 3 câu 2 đến câu 3 chép: Hãy tỉnh thức và làm cho vững những sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Khải Huyền cũng đoạn 3 câu 15-22 chép: Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần gì nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lộ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta,
hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phán với kẻ ta yêu thì ta của trách và sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, tôi đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và đã ngồi với cha ta ở trên ngôi ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Là thế nào để những sự sai lầm trên không xảy ra trong hội thánh của Đấng Christ? Chỉ có lòng sốt sáng về nhà Chúa ở trong mỗi người tin Chúa mới có thể giúp cho hội thánh địa phương, hội thánh của Đấng Christ luôn được trong sạch mà thôi. Điều đó không chỉ hạn chế trong hội thánh địa phương đâu, mà còn phải được công bố ra, được truyền bá ra khắp mọi nơi ở trong cộng đồng của thánh của Chúa, để nhắc nhở cho hết thảy những người nào đã tiếp nhận giá cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ đó phải làm tròn trách nhiệm của mình ở trước mặt Đức Trời, cho đến khi hội thánh của Đức Christ được đón về thiên đàng. Khi chúng ta nhìn thấy người ta phạm lỗi mà người ta im lặng không chỉ cho người ta cái lỗi đó, Chúa phán xét chúng ta. Tôi không ngại để góp ý bất cứ một người nào là tôi tới Chúa. Nếu tôi đã biết người đó tôi tới Chúa, khi tôi thấy họ sai, tôi nói. Tôi không sợ họ mất lòng. Tôi không sợ họ giận. Tôi nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng tư cách. Đối với người thầy đã lập tôi lên, sức dầu tấn phong tôi, khi họ sai. Tôi ngồi bàn với họ, tôi nói này, bây giờ tôi nói với anh, với tư cách là anh em trong nhà Chúa. Tôi không nói giữa hai mục sư với nhau. Với tư cách là con cái Đức Chúa Trời, tôi góp ý cho anh điều anh đã sai. Tôi chỉ cho anh thấy điều anh đã sai và Chúa phán với anh làm gì. Tôi không lấy tư cách của chức vụ. Tôi lấy tư cách của người trong Chúa với nhau. Để mà người không kiện cáo được, vì tôi nói trước điều đó. Vì nếu một tư cách của đầy tư Chúa nói với một tín đồ, tôi nói cho biết tôi là ai và trách nhiệm của tôi phải làm gì, và điều tôi nói có ý nghĩa như vậy, làm sáng danh Chúa. Nếu họ không chấp nhận, tôi coi như người ngoại. Tôi từng đuổi một người mang danh tín đồ ra khỏi nhà tôi vì cớ họ không chịu làm phép làm pháp của Chúa. Họ không chịu dâng hiến phần 10 cho Đức Chúa Trời. Họ là kẻ trộm. Tôi không chấp nhận trong nhà đó. Mặc dù tôi, vợ tôi gọi người đó đến để làm công, giúp đỡ trong nhà. Nhưng khi người đó không làm theo lời của Chúa, tôi trả tiền ngay trong ngày, mời ra khỏi nhà ngay. Vì Chúa nói chúng ta không tông đồng những kẻ như vậy. Và chúng ta phải hiểu rõ Chúa chúng ta là đừng ghen tương. Vì Ngài gọi chúng ta là muối của đất và sự sáng của thế gian. Khi Ngài đã ban dầu của Ngài cho chúng ta để đèn ta xây sáng lên thì phải chiếu sáng ra cho mọi người trong nhà mình. Nhà chúng ta là ai? Nhà của Đức Chúa Trời. Nếu ta biết được đó là con cái của Chúa, chúng ta phải nói. Nếu thế gian phải dạy cho biết Chúa là ai. Mà nếu người đã tin Chúa rồi, phải dạy cho biết luật pháp của Chúa như thế nào. Là thế nào để chúng ta có thể có được cái lòng sốt sắng này? Đức Trời của chúng ta là đấng ghen tương. Ngài yêu chúng ta nên Ngài ghen tương với tất cả những sự gì mà khiến cho lòng chúng ta lìa xa Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ghen tương và Ngài sẽ khiến cho vật mà chúng ta thích đó bị tiêu mất đi. Nếu ta yêu bất cứ điều gì hơn Đức Chúa Trời thì coi chừng cái vật đó sẽ mất. Nếu Chúa yêu chúng ta quá thì cái vật đó sẽ bị mất đi. Nếu cô gái đó làm mất chúng ta mất hồn, không còn thời gian đến với Chúa nữa, Chúa khiến cô gái đó rời khỏi cuộc đời chúng ta luôn, vì Ngài yêu chúng ta. Ta phải hiểu điều này. Cơn ghen của Ngài sẽ thiêu đốt. Thiêu đốt cái gì? Thì đốt đến gì mà không đẹp ý Ngài. Bất cứ cái điều gì mà khiến cho chúng ta xa Đức Chúa Trời, Ngài tiêu diệt nó. Phải cẩn thận. Bất cứ điều gì trong cuộc đời chúng ta, nó tốt thật, nó hay thật, nó đẹp thật, nó cẩn thận, nó phải là dưới Chúa. Nó phải là dưới Chúa. Không được phép đặt ngang hàng hoặc trên Chúa. Nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, làm theo lời Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tốt lành của lời Chúa. Và khi kinh nghiệm được sự tốt lành của lời Chúa rồi thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ yêu mến Ngài. La-ban là người mang hình bóng cho sư vụ của Đức Thánh Linh. Ông yêu hai con gái Ra-chên và Lê-a, đặc biệt là Lê-a mắt nàng kém. Thấy Gia-cốp là người có sức lực lại chịu khó làm đó, lại yêu Ra-chên, được rồi, gả luôn Ra-chên cho. Nhưng mà ngày cưới đó ông gả ai trước? Lê-a trước. Biết rằng Lê-a mắt kém, cho thêm một người đầy tớ nữa, sinh ba đi theo để làm gì? Để làm cho Lê-a được luôn đẹp. Người đó là ai? Người đó giúp cho người ta nhìn thấy cái đẹp của Lê-a. Đó là ơn phân biệt,
ơn khôn ngoan, ơn thông sáng, ơn có lời nói tri thức, lời nói khôn ngoan, lời đó ở trong chúng ta rồi. Khi chúng ta nhìn thấy lẽ thật đó, chúng ta yêu lẽ thật. Chúng ta có thấy lẽ thật hứa gì cho chúng ta không? Không thấy. Luật pháp thì hứa rằng đây là phước này, con làm điều này sẽ phước đến này, con dừng nghĩ điều này này, ta sẽ đổ phước xuống cho con nữa, không có đủ chỗ chứa này. Ồ, thích quá, đẹp quá. Nhưng mà lẽ thật thì không thấy điều gì cả. Làm sao chúng ta có thể yêu lẽ thật được? Đó là ơn tứ cho ban cho. Rồi tiếp nữa. Gia-cốp nhờ sự trang điểm của sinh ba Bê-la cho Ra-chên và Bi-và Lê-a đó mà yêu cả hai người được. Mà không yêu thì làm sao sinh con? Phải không nào? Không yêu thì làm sao gần gũi? Yêu mới gần gũi. Yêu gần gũi thì sẽ sanh con, sanh bầu trái. Và bởi cái đó nên Chúa muốn ban ơn Ngài cho chúng ta lắm. Mình phải yêu lời Chúa đó, Ngài sẽ cho chúng ta yêu nhiều hơn. Ngài bắt đầu cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Ru-ben được ban cho đầu tiên, nhìn thấy. Thì Chúa nói với Nicodem như thế nào? Nếu mà người chẳng nhờ nước Thánh Linh mà sanh lại thì chẳng thấy được nước Đức Chúa Trời. Khi người ta yếu mê lời Chúa, Chúa người ta ơn tứ đầu tiên là nhìn thấy nước Chúa, nhìn thấy trong thiên đàng, nhìn thấy trong khải tượng, nhìn thấy trong chiêm bao, nhìn thấy trong lẽ thật Chúa ban cho chúng ta. Và bây giờ khi nhìn thấy rồi, bắt đầu thích quá nhỉ? Chúa bắt đầu cho lỗ tai được thông ra. Simeon thấy lời Chúa, thấy món quà Chúa đẹp quá rồi, thấy hay quá rồi, ôm luôn dinh lưu lên. Lê-vi mà dính líu với chàng rồi thì sinh con cho chàng thôi. Giu-đa ngợi khen Chúa. Chúng ta thấy đây, Chúa hứa cho chúng ta điều này. Và khi chúng ta có được điều đó rồi, chúng ta sẽ sốt sáng trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ai là người đầu tiên sốt sáng trong nhà Chúa không? Môi-se ở trên núi Sinai với Đức Giê-hô-va 40 ngày 40 đêm không ăn không uống. Ông xuống mới lấy sự rạng rỡ trong ông rồi. Thế sự ô uế ức quá, liệt bể hai bằng đá luật pháp trên núi đây. Ông quên đó là hai bằng đá luật pháp. Ông quên đi rồi, ông giận quá rồi. Sự sáng sáng tiêu nốt ông luôn. Chúa không phán xét Môi-se. Bởi vì Chúa thấy cái điều đẹp ở trong lòng Môi-se là cơn ghen của Chúa đã ở trong ông rồi. Cũng có thể như vậy, khi chúng ta đã vào trong thiên đàng rồi, giống như Phao-lô vào trong thiên đàng thấy sự không thể nói ra được, thì ông khinh rẻ tất cả mọi sự trong thời gian này. Đó là điều đó là thật. Hơn 10 năm 6 tháng tôi lìa khỏi nhà Chúa, ham muốn mọi sự thứ tha ở trong thế gian này. Nhưng khi Chúa cho tôi thấy Ngài rồi, gặp Chúa rồi, tôi tỉnh rồi, thì tất cả mọi sự người ta tìm kiếm đó tôi bỏ qua. Và tôi tìm kiếm đến với Chúa. Tôi rất sung sướng mỗi buổi tối tôi được chiêm bao thấy Chúa và được thấy sự mầu nhiệm trong nước của Ngài. Bởi cái đó này, chúng ta khi bám lấy Chúa sẽ thấy Chúa tốt lành. Bây giờ chúng ta sẽ có sự sốt sắng trong nhà Chúa. Xuất Ê-díp-tô ký là 20 câu 1 đến câu 7 chép. Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước cái hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ và lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ cái điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Ngài làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài và giữ cái điều răn của Ngài. Ngài làm ơn đến ngàn đời, chứ đời đây không chỉ nói đời xác thịt đâu, trong tục linh luôn quý vị. Nếu một đầy tớ Chúa được sức giàu rồi mà phạm tội không nên phạm thì vì cớ tội đó mà dân sự bị rủa sả. Ngược lại, nếu một đầy tớ Chúa được sức giàu rồi mà làm theo lời Đức Trời thì vì cớ đó mà dân sự được ban phước. Đây là mạng lệnh. Chúng ta đi trong thành phố Hồ Chí Minh nóng lẫy, dừng xe lại vào đâu nhỉ? Vào mấy trung tâm thương mại lớn để làm gì? Có máy lạnh. Bởi vậy Chúa cho chúng ta hiện là chính chúng ta không hề kháng nữa, hãy đem phước của Đức Trời vào trong nhà của mình. Vì Chúa chúng ta là đứng ghen tường. Ngài đã hứa Ngài sẽ làm tròn điều đó. Khi ta có sốt sắng trong nhà của Chúa, vâng giữ điều răn của Chúa, thì con cái chúng ta, những người nào yêu chúng ta, thích chúng ta, giao thông chúng ta cũng sẽ thế mà được phước. Kinh Thánh chép, khi dân ngoại bang đi ra khỏi Ê-tô theo dân Israel, họ được đi trong sự bảo vệ đó, mà nếu họ chưa có bị lòng, họ cũng được coi là người sinh trong xứ, Chúa không loại bỏ họ. Bởi đó, đây là lời hứa Chúa bàn cho chúng ta. Vậy khi nào thì chúng ta sẽ nhận biết được mình có lòng sốt sắng về nhà của Đức Chúa Trời? Mình muốn có lòng sốt sắng bởi vì mình biết rằng lòng sốt sắng về nhà Chúa sẽ tiêu nuốt mình. Tiêu nuốt là sự ngang ngạnh, cứng cổ, tham lam, ích kỷ.
những sự không thuộc về bổn tánh Đức Trời nó sẽ thiêu đốt đi. Vậy thì chúng ta rất muốn có sự sáng đó, chúng ta bắt đầu tập làm theo điều đó như lời Chúa đã dạy. Nhưng mà khi nào thì chúng ta sẽ biết được mình đã có lòng soi sáng này về nhà Đức Trời? Chính quyền phép của lời Chúa sẽ hành động trong lòng chúng ta như ngọn lửa thiêu đốt chúng ta trước những công việc thuộc về sự ác và trước những người làm ác vậy. Thi Thiên 101 câu 1 đến câu 8 chép: Tôi sẽ sướng về sự nhân từ và sự công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ, Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Tôi sẽ chẳng hề để điều gì đê mạt trước mặt tôi. Tôi ghét công việc kẻ bất trung, việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi. Tôi sẽ chẳng biết sự ác. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình. Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Mắt tôi sẽ ngó, sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho ở chung với tôi. Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi. Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi. Mỗi buổi mai tôi sẽ diệt hết thảy kẻ giữ trong xứ, đặng chốt mọi kẻ làm ác khỏi thành Đức Giê-hô-va. Mỗi buổi mai chúng ta hãy xem trong cái thành của Đức Giê-hô-va, cuộc đời của mình đây, trong tư tưởng mình thì có điều gì cần phải loại không? Chúng ta này, mỗi buổi mai tôi sẽ diệt hết thảy kẻ giữ trong xứ. Tất cả mọi cái tính nét quái gở, mọi sự tham lam, mọi ý tưởng không đúng với luật pháp của trời ở trong tâm trí mình, loại nó. Đừng để nó sống trong mình trong ngày đó. Loại nó ra ngay buổi sáng sớm. Bất cứ một kế hoạch nào, một công việc nào dường như là điều ác, hãy loại nó ra, ra sớm. Chốt nó ra khỏi thành của Đức Giê-hô-va. Nên nhớ cuộc đời chúng ta, thân thể này là thành của Đức Giê-hô-va. Mình phải loại bỏ tất cả mọi tư tưởng gian tà, mọi cái ý tưởng nào đó bất kiệt. Chúng ta phải loại nó ra khỏi cuộc đời chúng ta. Không chấp nhận bất cứ một người nào lén nói hành người lên cận mình. Không chấp nhận có mắt tự cao, lòng kiêu ngạo. Nhưng mà hãy bảo vệ những người trung tín ở trong xứ. Khi chúng ta nghe lời Chúa vào trong lòng chúng ta và thần linh của Chúa bắt đầu soi xét chúng ta, cáo trách chúng ta. Ngài sẽ lật đổ tất cả những điều gì mà thuộc về sự mưu toan của xác thịt này không đẹp lòng trời. Chúa lật đổ nó. Bởi vì cái đó nên chúng ta phải cẩn thận về những sự sao đốt này. Bởi vì không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên mà ngày nay chúng ta được nghe lời của Đức Chúa Trời. Vì khi kỳ định đã đến từng bước một, Chúa dạy chúng ta và ngày xem chúng ta phản ứng như thế nào về lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng Chúa đang sửa soạn chúng ta, Thánh Linh của Đức Trời đang sửa soạn chúng ta. Ngài không bỏ đi đâu. Ngài ngồi như thợ luyện bạc cho đến khi nào bạn được luyện xong. Khi nào luyện xong, Ngài đem ta vào kho của Ngài. Vậy thì chúng ta đang ở trước thời điểm quan trọng nhất của đời chúng ta, đó là Ngài sẽ đón chúng ta về thiên đàng trong ngày Chúa Giê-su tái lâm. Chúng ta không biết ngày nào cả, nhưng mà chúng ta phải sửa soạn, phải sửa soạn lòng của mình để trong ngày đó chúng ta được cùng nhau về với Chúa. Hết thảy chúng ta cùng nhau đứng dậy tạ ơn Chúa vì lời của Chúa và xin Thánh Linh Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể làm trọn luật pháp Chúa ban cho chúng ta.